Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 256. Tín công chúa nhướng mày, Trần công tử thì sững người, mà trong lúc hắn ta sững sờ, một thanh kiếm đột nhiên đâm thẳng vào giữa hai chân mày hắn ta. Ầm. Trong nháy mắt cả người cả kiếm Trần công tử lùi về sau cả vạn trượng. Sau khi dừng lại, Trần công tử khó có thể tin được mà nhìn Diệp Huyên, ngươi. Ngươi không bị sao cả. Diệp Huyên bình tĩnh nói, ngươi yếu như vậy, ta sao có thể bị gì? Trần công tử nhìn chằm chằm Diệp Huyên, không thể nào. Tuyệt đối không thể, ngươi không thể chịu một kiếm của ta mà không sao cả, ngươi gian lận. Gian lận. Diệp Huyên nhíu mày, ngươi có chứng cứ không? Trần công tử biểu cảm cứng đờ. Diệp Huyên không nói nhiều lời, hắn chắp hai ngón tay, đang định thúc giục kiếm Thanh Huyên nghiền nát thần hồn Trần công tử, mà lúc này, xa xa cuối tinh không đột nhiên rung động, ngay sau đó, một tiếng nói truyền đến, dừng tay. Ầm. Tiếng nói như sấm, cả thời không lập tức sôi trào. Diệp Huyên nhìn về phía nơi phát ra tiếng, nơi đó, tiếng nói kia lại truyền đến, chỉ là giao đấu, các hạ không cần thiết phải xuống tay giết người. Diệp Huyên mỉm cười, nếu là ta thua, ngươi liệu có khuyên vị Trần công tử đây thủ hạ lưu tình không? Tiếng nói kia im lặng một lát, sau đó nói, ngươi có biết hậu quả của việc giết hắn ta không? Diệp Huyên chớp chớp mắt, không biết. Không đợi giọng nói kia nói tiếp, Diệp Huyên lại nói, nhưng mà, người đã nói như vậy, ta đây thật muốn mở mang tầm mắt một chút. Nói xong, hắn phất tay áo, kiếm Thanh Huyên run lên kịch liệt, trong tiếng kêu thảm thiết của Trần công tử kia, cả người và thần hồn của hắn ta bị xóa đi trong nháy mắt. Bị xóa sổ một cách triệt để. Tín công chúa nhìn thấy cảnh này, không khỏi nhìn Diệp Huyên, trên mặt nàng ta mang một ý cười nhàn nhạt. Mà lúc này, cuối tinh không, giọng nói kia đang muốn nói, Diệp Huyên đột nhiên ngẩng đầu nhìn đi, chớ nhiều lời. Nếu Tân Nguyệt giáo các ngươi muốn trả thù, cứ việc đến, nếu như ta và huynh đệ tốt Vô Chiên chủ của ta cau mày một cái, chúng ta không phải là đàn ông. Vô Biên chủ. Tín công chúa nhìn Diệp Huyên, lắc đầu khẽ cười. Vị Diệp công tử này, tính khí cũng rất nóng nảy. Nơi cuối tinh không, âm thanh kia bỗng lên tiếng, theo như ý ngươi. Nói xong, nó hoàn toàn biến mất không dấu. Diệp Huyên cất kiếm Thanh Huyên, quay đầu nhìn Tín công chúa, điện hạ, không ảnh hưởng gì đến ngươi chứ. Tín công chúa cười nói, không có. Diệp Huyên có chút kinh ngạc, theo ta biết, Tân Nguyệt giáo và đế quốc cổ hình như có quan hệ hợp tác. Tín công chúa chớp mắt, là do ngươi giết, chứ không phải ta giết, bọn họ có trách cũng không có lý do trách ta được. Diệp Huyên gật đầu, quả thực. Tín công chúa cười nói, chúng ta đến di tích mạt pháp đi. Dứt lời, một luồng áp lực kinh khủng bỗng từ trên trời đè xuống. Diệp Huyên nhíu mày, hắn ngẩng đầu lên nhìn, trời bỗng nhiên tối sầm, sau đó, một con rồng khổng lồ màu vàng to cả mấy vạn trượng xuất hiện trên bầu trời đế đô. Con rồng khổng lồ này không giống với hắn gặp lúc trước, con rồng khổng lồ này có bốn cánh, duỗi người ra thật sự là che cả trời, ngoài ra, đuôi nó cũng rất dài, chừng nghìn trượng, tựa như lưỡi đao, mỗi khi quét qua, thời không đều nứt ra, cực kỳ đáng sợ. Tín công chúa cười nói, Diệp công tử, mời. Nói xong, nàng ta lập tức đưa Diệp Huyên lên trên lưng rồng. Tín công chúa điểm nhẹ chân phải. Con rồng khổng lồ bỗng chốc hóa thành luồng sáng đen biến mất nơi xa. Trên đường, Tín công chúa đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, có thể nhìn kiếm của ngươi không? Diệp Huyên cười nói, có thể. Nói xong, hắn xòe tay, kiếm Thanh Huyên bay đến trước mặt Tín công chúa. Tín công chúa cầm lấy kiếm Thanh Huyên, một lúc sau, ánh mắt nàng ta bỗng phức tạp, Diệp công tử, bảo vật của ngươi quá nhiều. Diệp Huyên cười nói, bảo vật của đế quốc cổ chắc hẳn cũng không ít mới đúng. Tín công chúa trả lại kiếm Thanh Huyên cho Diệp Huyên, toàn bộ bảo vật của đế quốc cổ ta ở trước mặt Diệp Huyên, thật sự chỉ như một đống kim loại bỏ đi. Diệp Huyên bỗng nói, Tín điện hạ, đạo hỏa kia đang ở đế quốc cổ sao? Tín công chúa lắc đầu, đạo hỏa ở Tân Nguyệt giáo. Tân Nguyệt giáo? Nghe vậy, Diệp Huyên nhíu mày. Chẳng lẽ tên này lại đến Tân Nguyệt giáo? Tín công chúa bỗng nói, Diệp công tử có hứng thú với đạo hỏa kia sao? Diệp Huyên thấp giọng nói, Tín điện hạ có biết thời không linh độ không?
Tín công chúa bỗng ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, sao vậy? Tín công chúa thấp giọng nói, trước mắt mà nói, cả cổ thành này người biết thời không linh độ, chắc chắn không quá 5 người. Diệp Huyên nhíu mày, tại sao? Tín công chúa cười nói, thời không linh độ là một loại thời không đặc biệt, cấp độ này còn trên cả thời không tuế nguyệt, mà sở dĩ chúng ta biết đến thời không linh độ, là vì thời đại mạt pháp. Diệp Huyên bỗng nói, Tín công chúa, người biết những người phụ trách thời không này là những người nào không? Tín công chúa nhìn Diệp Huyên cười nói, đạo môn. Tín công chúa im lặng. Diệp Huyên cười nói, thứ cho ta nói thẳng, sau khi đến đế quốc cổ, ta phát hiện, các ngươi ở đây hình như rất coi thường chủ nhân bút đại đạo. Tín công chúa bỗng nói, Diệp công tử có biết tại sao năm đó chúng ta muốn tiêu diệt đạo môn này không? Diệp Huyên lắc đầu. Tín công chúa nói, đạo môn năm đó giống như một bạo quân vậy, lợi dụng sức mạnh và pháp tắc mà mình có để nô dịch vô vàn người và thế lực. Con trai chủ nhân đạo môn, ham mê nữ sắc, mỗi năm đều muốn các tộc các thế lực cống nạp vô số nữ tử xinh đẹp, mà hễ có người không tuân theo, thì sẽ bị diệt môn diệt tộc. Nghe vậy, Diệp Huyên bỗng nhíu mày. Tín công chúa khẽ cười, ta không thêm mắm thêm muối. Thời đại đó, đạo môn độc đại, lớn đến mức không có đối thủ. Cộng thêm chủ nhân bút đại đạo lại không ràng buộc bọn họ, vì vậy, bọn họ làm việc càng lúc càng không kiêng nể, đạo môn tàn ác, khó mà kể xiết. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Huyên, cười nói, sau khi Diệp công tử đến đế quốc cổ, chắc hẳn đã phát hiện, người nơi này đối xử với ngươi có vẻ không thân thiện lắm, ngay cả Trần công tử kia, địch ý của bọn họ với ngươi, không phải không có nguyên do. Diệp Huyên im lặng. Chuyện này thì hắn lại không ngờ đến. Đạo môn lại tàn ác đến vậy. Tín công chúa lại nói, ta từng điều tra Diệp công tử, tuy Diệp công tử là người của đạo môn, nhưng hành động lại không giống với đạo môn. Diệp Huyên nói, Tín công chúa, ân oán giữa đạo môn và quý quốc, hiện tại ta không quá hứng thú, dù sao, đây cũng là chuyện từ rất lâu rồi. Lần này ta đến cổ vực, mục đích là Thái Sơ Thư. Nói rồi, hắn chợt dừng lại rồi nói tiếp, Tín công chúa. Ta muốn mở thư viện ở cổ vực, người thấy có được không? Tín công chúa cười nói, ta thấy không được. Diệp Huyên chớp mắt, thương lượng chút đi. Tín công chúa khẽ cười, nếu là thư viện bình thường, để Diệp công tử mở, cũng không sao cả. Nhưng thư viện của Diệp công tử thì khác, có nguy cơ. Liên quan đến tính mạng, nếu để ngươi mở thư viện ở cổ vực, không lâu sau, chắc chắn thư viện sẽ áp chế hoàng quyền. Đúng là nhìn thấu bản chất. Diệp Huyên gật đầu, Tín công chúa không đồng ý thì thôi vậy. Đương nhiên hắn không thể miễn cưỡng đến đế quốc cổ mở thư viện, trừ phi tiêu diệt đế quốc cổ. Hiện tại sở dĩ đế quốc cổ không đồng ý, là bởi vì thế lực của thư viện vẫn chưa phát triển ở hai bên, ngày nào đó, khi thế lực thư viện đã vượt xa đế quốc cổ sẽ tự mình gia nhập thư viện. Tín công chúa nhìn Diệp Huyên, không nói gì thêm. Dưới sự dẫn dắt của con rồng khổng lồ. Không lâu sau, Diệp Huyên và Tín công chúa đã đến trước một bức tượng khổng lồ cao vạn trượng, bức tượng đứng sừng sững trên đỉnh núi, từ vị trí bức tượng nhìn qua, có thể thấy một kiến trúc di tích cổ xưa cao ngút tầng mây. Diệp Huyên khẽ nói, nơi này chính là di tích mạt pháp sao? Tín công chúa gật đầu, đúng vậy. Nói rồi, nàng ta bỗng chỉ vào bức tượng, người xem, đây là mật tinh trong truyền thuyết, loại mật tinh này chỉ có trong thời không tuế nguyệt. Ở thời đại hiện tại của chúng ta, thứ này rất hiếm, bởi vì mật độ của nó dày đặc, có thể dùng để tạo ra vật phòng thân. Mà ở đây thì giống như cải trắng vậy. Mật tinh. Diệp Huyên nhìn kỹ bức tượng, như lời Tín công chúa nói, nguyên liệu này quả thật rất đặc biệt, nếu dùng để tạo giáp gì đó, chắc chắn là đỉnh cao. Diệp Huyên bỗng nói, Tín công chúa, bức tượng này ngươi có cần không? Tín công chúa nhìn Diệp Huyên. Cười nói, Diệp công tử muốn sao? Diệp Huyên cười nói, nếu là bình thường, chắc chắn là ta muốn, nhưng, di tích này cũng không phải do ta phát hiện, hơn nữa, ta lại không bỏ công, thực sự cũng rất ngại. Tín công chúa khẽ cười, đang định nói thì ngay lúc này, chân trời phía xa bỗng truyền đến hơi thở mạnh mẽ. Tín công chúa quay đầu nhìn, sau đó cười nói, người của Tân Nguyệt giáo đến rồi. Diệp Huyên nhìn bầu trời, lúc này, một thanh niên bỗng đi xuống. Thanh niên nhìn Diệp Huyên, sau đó đi đến trước mặt Tín công chúa, Tín điện hạ.
Tín công chúa cười nói, Việt công tử, trước tiên cứ thăm dò di tích, còn về ân oán giữa các ngươi và Diệp công tử, sau khi đi ra rồi tự giải quyết, có được không? Thanh niên gật đầu, được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Huyên khẽ cười, không nói gì. Tín công chúa nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, tuy mật tinh này tốt, nhưng ta tin, trong di tích mạt pháp, sẽ có thứ tốt hơn. Nói xong, nàng ta đi về phía xa. Việt công tử lập tức đi theo, Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó đi qua theo. Ngay khi ba người bước vào di tích mạt pháp, ba người lập tức nhíu mày, bởi vì một cấm chế vô hình lập tức đã phong ấn toàn bộ tu vi và huyền khí của bọn họ. Phong ấn năng lực. Diệp Huyên thử dùng huyền khí, thế nhưng, không có tác dụng gì. Lúc này, toàn bộ năng lực của hắn tựa như đã biến mất. Lúc này, bút nhỏ bỗng nói, sử dụng đạo ấn. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức làm theo, khi hắn sử dụng đạo ấn trong thức hải hắn bỗng khẽ chuyển động, sau đó, hắn phát hiện sức mạnh của mình đã khôi phục rồi. Nhưng, hắn không thể hiện ra mà vội dừng lại. Lúc này, bút nhỏ nói, đạo ấn có thể phá vỡ mọi quy tắc phong ấn của đất trời. Quy tắc phong ấn của thời đại tuế nguyệt này tuy mạnh, nhưng cũng không mạnh bằng quy tắc và đại đạo của chủ nhân. Diệp Huyên gật đầu, chủ nhân ngươi có chút tài năng đấy. Bút nhỏ. Lúc này, Tín công chúa bỗng nói, nơi này, rất đặc biệt nhỉ. Việt công tử nhìn phía xa, đi thôi. Ba người tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, ba người đến trước một bệ đá bị khuyết vỡ, trên bệ đá có một cột đá sừng sững, trên đỉnh cột đá có một bức tượng binh sĩ tay cầm khiên chắn. Diệp Huyên đi đến chỗ bức tượng. Hắn khẽ chạm vào, sau đó kinh ngạc nói, quả nhiên cũng là dùng mật tinh tạo thành. Thời đại mạt pháp này đúng là có tiền thật. Tín công chúa cười nói, có lẽ, thời đại hiện tại của chúng ta sở dĩ hiếm mật tinh, chính là vì các cao thủ thời đại mạt pháp thu về hết rồi. Diệp Huyên cười nói, người trước hưởng, người sau thiếu. Tín công chúa khẽ cười, sau đó nói, đi, đi vào trong xem sao. Nói óng, nàng ta đi về phía xa. Diệp Huyên nhìn bức tượng và bệ đá kia, hắn rất muốn lấy, thế nhưng da mặt quá mỏng, không làm được loại chuyện như vậy. Ba người tiếp tục đi vào, không lâu sau, ba người đã đến trước một tháp cao, tòa tháp cao mấy vạn trượng, đâm thẳng vào tầng mây. Diệp Huyên vội lại gần xem, hắn nhíu chặt mày, lần này, vật liệu tòa tháp cao không phải là mật tinh. Tín công chúa bỗng nói, đây có lẽ là chân tinh trong truyền thuyết. Chân tinh. Nghe thấy lời Tín công chúa, ánh mắt Việt công tử ở bên cạnh bỗng sáng lên. Diệp Huyên nhìn Tín công chúa, chân tinh. Tín công chúa thấp giọng nói, một loại kim loại đặc biệt, một khối tinh cầu sau khi cháy rụi, mới sản sinh ra được chút ít chân tinh này, mà trước mắt. Nói rồi, nàng ta ngẩng đầu nhìn tòa tháp cao, gương mặt đầy vẻ kinh ngạc. Nàng ta từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, nhưng không thể không nói, vẫn kinh ngạc bởi cảnh tượng trước mắt. Quá xa hoa. Chân tinh. Diệp Huyên nhìn kỹ tòa tháp cao trước mặt này, lúc này, lần đầu tiên hắn cảm thấy bản thân đúng là một người nghèo. Đúng là xa hoa. Lúc này, Việt công tử ở bên cạnh bỗng nói, Tín công chúa, tháp này, ta và ngươi mỗi người một nửa. Mỗi người một nửa. Việt công tử quay đầu nhìn Diệp Huyên vẫn đang đánh giá tháp cao trước mặt, không biết đang nghĩ gì. Việt công tử nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt vô cảm. Tín công chúa nhìn tháp cao, cười nói, Việt công tử, ta nghĩ, e rằng chúng ta không lấy được tòa tháp cao này rồi. Nghe vậy, Việt công tử nhíu chặt mày. Lúc này hắn ta mới nghĩ đến, tu vi hắn ta hoàn toàn không có, không những vậy, ngay cả nhẫn chứa đồ cũng không dùng được. Dùng nhẫn chứa đồ cũng cần có linh khí. Sắc mặt Việt công tử trùng xuống. Tín công chúa nói, chúng ta phải nghĩ cách giải trừ cấm chế nơi này, nếu không, chúng ta cũng không thể mang thứ gì đi được. Hơn nữa, nơi này không đơn giản như vậy, chuyện lấy bảo vậy, trước tiên đừng vội. Nói xong, nàng ta bỗng nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, người thấy thế nào? Diệp Huyên nghiêm túc nói, không vội, không vội, ta cũng không vội. Tín công chúa cười nói, vậy chúng ta vào trong tháp xem. Nói rồi. Nàng ta đi vào trong tháp.
Việt công tử nhìn Diệp Huyên, sau đó cũng đi vào theo. Diệp Huyên nói trong lòng, bút nhỏ, người có thể cảm nhận trong tháp có nguy hiểm gì không? Bút nhỏ nói, không có nguy hiểm. Diệp Huyên khẽ gật đầu, sau đó đi vào theo. Bút nhỏ lại nói, người yên tâm, muội muội người che chở người, người đi đâu cũng chẳng có nguy hiểm. Đối với bất kỳ nơi nào thì người mới là nguy hiểm đấy. Diệp Huyên. Sau khi đi vào tháp, Diệp Huyên phát hiện, tầng thứ nhất tháp này có đầy sách cổ. Kho sách. Diệp Huyên khẽ nhíu mày, hắn đi đến bên cạnh tùy ý lấy một cuốn sách cổ, mở ra xem, thế nhưng lại xem không hiểu gì. Căn bản không phải chữ thời đại này. Tín công chúa đi đến bên cạnh Diệp Huyên, nàng cầm lấy một cuốn sách cổ bên cạnh, nhìn một lúc, nàng ta cười nói, văn sử. Diệp Huyên nhìn tín công chúa, văn sử. Tín công chúa gật đầu, một tác phẩm văn học. Diệp Huyên nói, ngươi xem hiểu được sao? Tín công chúa gật đầu, lúc trước khi ở trong thời không tuế nguyệt, ta từng tiếp xúc với người của thời đại này, đã học hỏi chữ viết thời đại bọn họ. Diệp Huyên cười nói, dạy ta. Tín công chúa gật đầu, nàng ta điểm tay vào giữa trán Diệp Huyên. Thoáng chốc, vô số thông tin xuyên vào trong thức hải Diệp Huyên. Một lúc sau, hắn nhìn sách cổ trong tay, lúc này, hắn đã có thể hiểu được rồi. Tín công chúa bỗng nói, chúng ta lên lầu xem. Diệp Huyên gật đầu, được. Ba người lên lầu, mà khi đến lầu 2, bọn họ phát hiện lầu 2 giống hệ như lầu 1, đều là sách cổ, ước chừng có hơn 100 vạn cuốn. Thể loại gì cũng có. Diệp Huyên có chút kỳ lạ, nơi này đúng thật là một kho sách đấy. Ba người tiếp tục lên lầu, thế nhưng, lầu thứ 3 cũng y hệt, cũng đều là sách cổ. Không lâu sau, ba người đến tầng thứ 2 đỉnh tháp, mà tầng này cũng đều là sách cổ. Việt công tử ở bên cạnh nhíu mày, bởi vì những cuốn sách cổ này đều là sách bình thường, không có công pháp hay võ kỹ gì cả. Tín công chúa ngẩng đầu nhìn tầng cuối cùng, đây là tầng cuối cùng, không chừng có gì đó khác. Diệp Huyên cười nói, lên xem thì biết thôi. Tín công chúa gật đầu, ba người đến tầng cuối cùng, sau khi lên, ba người phát hiện, nơi này trống rỗng, không có sách cổ gì, ngay chính giữa có một quả cầu trắng đang lơ lửng. Nhìn thấy quả cầu trắng kia, Việt công tử bỗng chốc có hứng thú. Ngay lúc này, quả cầu trắng bỗng từ từ chuyển động, sau đó, một luồng sáng bắn ra, trong luồng sáng, có một ông lão áo choàng xám xuất hiện trước mặt ba người. Diệp Huyên nhìn ông lão áo xám, không nói gì. Còn vẻ mặt Việt công tử kia thì rất đề phòng, giữa lòng bàn tay hắn ta không biết từ lúc nào đã xuất hiện một lá bùa. Ông lão áo choàng bỗng chậm rãi mở mắt, ông ta nhìn ba người Diệp Huyên, cuối cùng, ánh mắt ông ta dừng trên người Diệp Huyên, khi nhìn thấy Diệp Huyên, ông ta khẽ nhíu mày. Tín công chúa nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Lúc này, ông lão áo choàng bỗng lên tiếng, người kế thừa thiên mệnh. Diệp Huyên nói, người biết chủ nhân bút đại đạo. Ông lão áo choàng nhìn Diệp Huyên, vận mệnh ngươi, thật phức tạp. Diệp Huyên im lặng. Ông lão áo choàng nói tiếp, đây là đạo thư tháp, toàn bộ tài liệu lịch sử và sách của thời đại mạt pháp đều ở đây, còn ta, vẫn luôn ở đây đợi một người truyền thừa. Diệp Huyên chớp mắt, vậy người truyền thừa là ta sao? Tín công chúa nhìn Diệp Huyên, ngạc nhiên. Việt công tử lạnh lùng nhìn Diệp Huyên, đúng là mặt dày. Ông lão áo choàng do dự chốc lát sau đó nói, thật ra không phải ngươi. Nghe vậy, Diệp Huyên lập tức bĩu môi. Mà lúc này, ông lão áo choàng lại nói, nhưng, ta thấy ngươi lại thích hợp hơn. Nghe thế, Diệp Huyên bỗng chốc vui mừng không thôi, ông rất có mắt nhìn đấy. Ông lão áo choàng cạn lời. Diệp Huyên nói, thực không dám giấu, ta đang mở thư viện. Mấy cuốn sách cổ này nếu ở chỗ ta thì càng có thể khiến chúng phát huy được giá trị vốn có của mình. Tin ta, ta có thể khiến văn minh thời đại mạt pháp tái hiện lại ở thế gian, được người đời biết đến. Ông lão áo choàng thấp giọng nói, ngươi hiểu nhầm ta rồi. Diệp Huyên nhíu mày, có ý gì? Ông lão áo choàng nói, ý ta là, ta muốn giao đạo thư tháp này cho ngươi trông coi tạm thời, đợi đến ngày nào đó trong tương lai, ngươi lại giao cho người khác. Diệp Huyên nhìn chằm chằm ông lão áo choàng, tạm thời trông coi. Ông lão áo choàng gật đầu, đúng vậy, người truyền thừa đại đạo tôn kính, rất xin lỗi,
ngươi không phải người mà chúng ta muốn đợi, nhưng, người chúng ta muốn đợi có quan hệ rất gần với ngươi. Hơn nữa, thời đại hiện giờ, cũng chỉ có ngươi mới có thể trông coi tốt văn minh thời đại mạt pháp chúng ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, người các ngươi muốn đợi có quan hệ rất gần với ta. Ông lão áo choàng khẽ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên rất hiếu kỳ, là người nào? Ông lão áo cùng nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, có lẽ là con trai ngươi. Diệp Huyên ngây người, con trai ta. Ông lão áo choàng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên thấp giọng nói, ta rất có trách nhiệm mà nói cho ông biết, ta còn chưa có con. Ông lão áo choàng nói, hiện tại không có, là bình thường, hơn 2.000 vạn năm nữa, có lẽ cũng có rồi. Diệp Huyên nhìn ông lão áo choàng, tại sao phải giao cho con trai ta? Ông lão áo choàng không nói. Diệp Huyên bình tĩnh nói, không thể nói sao. Ông lão áo choàng gật đầu, quả thực không dễ nói, bởi vì dính dáng đến một vài nhân quả không tốt. Ta chỉ có thể nói, con trai các hạ, là người chúng ta muốn đợi, bởi vì chỉ có hắn mới có thể phục hưng văn minh thời đại mạt pháp chúng ta. Diệp Huyên chỉ vào bản thân, ta không thể. Ông lão áo choàng do dự rồi nói, theo chúng ta biết, ngươi là kiểu cầm tiền không làm, vì vậy. Diệp Huyên lập tức đen mặt. Mẹ nó! Quá sỉ nhục người khác rồi. Ông lão áo choàng vội nói, chúng ta không có ý mạo phạm các hạ, chỉ là chúng ta càng mong chờ kết duyên với con trai các hạ. Toàn bộ sách cổ trong đạo thư các này, mang theo truyền thừa văn minh thời đại mạt pháp chúng ta hy vọng hắn có thể phục hưng thời đại mạt pháp. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, thời đại mạt pháp còn có người sống không? Ông lão áo choàng gật đầu, có, đều ở mạt pháp giới, nhưng, đều đóng băng ngủ say cả rồi. Diệp Huyên nói, ta có thể giúp các ngươi không? Ông lão áo choàng do dự rồi nói, chúng ta không cần ngươi giúp. Nghe vậy, Diệp Huyên bỗng đen mặt. Ông lão áo choàng cười khổ, các hạ, ta không có ý mạo phạm ngươi. Thật đó, chúng ta nguyện ý đợi hơn 2.000 năm nữa. Diệp Huyên cười nói, chuyện ta rất hiếu kỳ là tại sao các ngươi lại cố chấp đợi con trai tương lai của ta vậy? Chắc hẳn là có nguyên nhân gì đó chứ? Ông lão áo choàng im lặng một lúc rồi nói, theo những gì chúng ta biết trước, hắn là người hủy diệt của thế giới hư chân, cũng là người thành lập một thế giới khác. Diệp Huyên nheo mắt, người hủy diệt thế giới hư chân. Ông là áo choàng gật đầu, năm đó khi tộc ta gặp phải đại nạn, toàn bộ tiên tri của tộc ta tập hợp lại, dùng sinh mệnh của chính họ để đánh đổi một phần sinh mệnh tương lai của tộc ta. Mà trong dự báo của tiên tri tộc ta, hắn là người hủy diệt tương lai của thế giới hư chân, cũng là người sáng lập thế giới mới. Nếu tộc ta có thể cống hiến cho hắn thì sẽ có cơ hội khôi phục văn minh thời đại mạt pháp, đạt đến một tầng cao mới. Vì vậy, tộc ta khi gặp đại nạn, đã trả cái giá rất lớn phong ấn người trong tộc, đợi chờ ngày đó đến. Diệp Huyên có chút hiếu kỳ, ta thì sao? Các người từng tính đến ta không? Ông lão áo choàng do dự rồi lắc đầu, không có. Diệp Huyên không hiểu, tại sao không có? Ông lão áo choàng cười khổ, người truyền thừa đại đạo tôn kính, trên người ngươi có nhân quả che phủ, không ai có thể đoán trước được tương lai của ngươi. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta thấy các ngươi bỏ gần mà tìm xa rồi. Ta không có ý tự khen, nhưng ta thấy... ta cũng có thể giúp thời đại mạt pháp các ngươi, hà tất phải đợi con trai ta chứ? Ông lão áo choàng trần trừ chốc lát rồi nói, ngươi cũng rất lợi hại, nhưng, chúng ta vẫn nên đợi thêm vậy. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Ngay lúc này, Việt công tử ở bên cạnh bỗng lên tiếng, các hạ, di tích này là do Tân Nguyệt giáo và đế quốc cổ phát hiện, bên trong tháp nhỏ này nên thuộc về Tân Nguyệt giáo ta và đế quốc cổ mới đúng. Ông lão áo choàng nhìn Việt công tử, ta có thể cảm nhận, ngươi có địch ý với người truyền thừa đại đạo này. Ta có phần khó tin, rốt cuộc là ai cho ngươi dũng khí mà xem thường người truyền thừa đại đạo đương nhiệm này vậy? Việt công tử cười lạnh, người truyền thừa đại đạo, ngươi có biết, năm đó đạo môn bị chúng ta tiêu diệt, mà chủ nhân bút đại đạo kia cả rắm còn chẳng thấy đâu. Cho dù là thiên đạo hiện tại, cũng phải thần phụ Tân Nguyệt giáo và đế quốc cổ ta. Nghe vậy, ông lão áo choàng nhíu mày, mạo muội được hỏi, hiện tại thời đại ngươi thuộc về trình độ nào? Việt công tử lạnh lùng nói, đương nhiên là trình độ đỉnh cao. Đỉnh cao? Ông lão áo choàng lắc đầu, thứ cho ta nói thẳng, hiện tại bên ngoài thời đại này hẳn là thuộc thời đại văn minh cấp thấp, bởi vì với loại như ngươi,
ở thời đại mạt pháp ta, hoàn toàn thuộc vào dạng tép siêu thôi, không đúng, ngay cả tép siêu cũng chẳng bằng. Nói xong, ông ta dừng lại rồi nói tiếp, không có ý sỉ nhục ngươi, ta chỉ nói sự thật thôi, nếu ngươi không tin, ta có thể chứng minh cho ngươi xem. Nói xong, ông ta bỗng điểm tay. Cả người Việt công tử bỗng chốc bùng cháy. Việt công tử vô cùng sợ hãi, ngươi làm gì? Ngươi! Ông lão áo choàng không nói gì. Mắt thấy bản thân sắp hoàn toàn biến mất, Việt công tử bỗng nhìn Diệp Huyên, tức giận nói, nếu ta có chuyện, chắc chắn ngươi sẽ chết. Chết tiệt! Diệp Huyên! Diệp Huyên chợt nhìn về phía ông lão áo choàng, tạm dừng một lát đã. Ông lão áo choàng gật đầu, được. Nói xong, tay phải ông ta nhẹ nhàng ép xuống, sức mạnh bí ẩn trên người Việt công tử kia lập tức biến mất. Sắc mặt Việt công tử trắng bệch, cả người mềm oặt ngã xuống đất. Diệp Huyên nhìn Việt công tử, có một điểm ta không rõ chính là, việc này liên quan gì đến ta? Việt công tử nhìn chằm chằm Diệp Huyên, người cùng phe với ông ta. Diệp Huyên chớp chớp mắt, sau đó nhìn về phía ông lão áo choàng, chúng ta là một phe sao? Ông lão áo choàng ngẫm nghĩ, sau đó nói một cách chính xác, bọn ta là tùy tùng của con trai ngươi. Ở một mức độ nào đó, chúng ta coi như cùng một phe. Diệp Huyên cạn lời. Mẹ nó! Hắn thật sự bị làm cho không biết phải nói gì rồi. Ông lão áo choàng cười ngượng ngập, người thừa kế đại đạo tôn kính, có thể cùng một phe với ngươi, bọn ta cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nói xong, ông ta liếc nhìn Việt công tử mềm oặt trên mặt đất bên cạnh, loại sâu kiến này mà cũng dám mạo phạm ngươi, chết không có gì đáng tiếc. Ta có thể tiếp tục chứ? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó gật đầu, tùy ông. To gan! Việt công tử gầm lên giận dữ, Diệp Huyên, ngươi dám! Ngươi! Lúc này, ông lão áo choàng nhẹ nhàng vung tay lên. Trong nháy mắt, Việt công tử kia đã hóa thành tro tàn. Diệp Huyên nhìn về phía Tín công chúa, cái chết của hắn ta không liên quan gì đến ta, đúng không? Tín công chúa suy nghĩ, sau đó nói, ta cảm thấy có lẽ Tân Nguyệt giáo sẽ không tin. Diệp Huyên lập tức quay đầu nhìn về phía ông lão áo choàng, ông có thể diệt luôn cả Tân Nguyệt giáo không? Ông lão áo choàng do dự chốc lát, sau đó nói, ta không cách nào rời khỏi nơi này, một khi rời khỏi nơi này, sợ rằng sẽ gặp kiếp nạn lớn. Nói xong, ông ta nhìn Diệp Huyên, người thừa kế đại đạo tôn kính, thứ cho ta mạo muội, có phải ngươi sống ở bên ngoài không được tốt lắm hay không? Diệp Huyên trầm giọng nói, vì sao lại nói như vậy? Ông lão áo choàng trầm giọng nói, loại sâu kiến kia cũng dám mạo phạm ngươi, theo lý thì không nên như vậy. Diệp Huyên không còn lời nào để chống chế. Lúc này, Tín công chúa ở bên cạnh đột nhiên nói, các hạ vừa nói, thời đại mạt pháp đã từng gặp phải kiếp nạn lớn. Ông lão áo choàng gật đầu, đúng vậy. Tín công chúa mỉm cười, có thể nói rõ không? Ông lão áo choàng lắc đầu, không thể. Tín công chúa hơi ngẩn ra, sau đó lắc đầu cười một tiếng, vậy thôi. Ông lão áo choàng cười nói, cô nương, có một số chuyện là không thể tò mò, phần ân oán nhân quả năm đó, đối với ngươi thì không biết chính là bình an. Tín công chúa gật đầu, ta hiểu rồi. Diệp Huyên trầm giọng nói như vậy. Nếu nhận được sự thần phục của các ông, vậy sẽ phải chịu đựng nhân quả cực lớn. Ông lão áo choàng gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nhìn ông lão áo choàng, vậy chẳng phải ông đang gài con trai ta hay sao? Ông lão áo choàng mỉm cười, yên tâm, người thừa kế đại đạo tôn kính, ngươi không cần lo lắng, con trai của ngươi chịu đựng được phần nhân quả này của bọn ta. Diệp Huyên không hiểu, vì sao? Ông lão áo choàng cười nói, bởi vì hắn có ngươi. Về sau ngươi có thể gánh phần nhân quả to lớn này giúp hắn. Biểu cảm của Diệp Huyên lập tức cứng đờ, thoáng chốc, sắc mặt của hắn đã trở nên vô cùng khó coi, ông không phải là gài con trai, mà là gài cha gài mẹ hắn. Ông lão áo choàng cười ngượng ngập, người thừa kế đại đạo tôn kính, bọn ta cũng không ngờ sẽ gặp được ngươi vào lúc này, không thể không nói, đây chính là duyên phận. Diệp Huyên mặt không cảm xúc, ta không quan tâm chuyện các ông theo con trai ta chỉ muốn hỏi. Bây giờ có chỗ tốt gì cho ta hay không? Ông lão áo choàng suy nghĩ rồi nói, bọn ta để lại cho con trai ngươi. Diệp Huyên nhìn ông lão áo choàng, không nói lời nào.
Ông lão áo choàng do dự chốc lát, sau đó nói, tôn kính. Diệp Huyên xua tay áo, đừng nói tôn kính gì nữa. Ta không cảm nhận được tôn kính của các ông, nói thực tế chút đi. Bằng không, các ông cứ tiếp tục ở chỗ này chờ con trai ta đi. Ông lão áo choàng vội nói, người thừa kế đại đạo tôn kính, ta có chỗ tốt. Nói xong, ông ta mở bàn tay ra, một cuốn sách cổ rất dày chậm rãi bay tới trước mặt Diệp Huyên. Diệp Huyên không hiểu, đây là... Ông lão áo choàng cười nói, đây là Thiên Thư Mạt Pháp. Diệp Huyên nhíu mày, Thiên Thư Mạt Pháp. Ông lão áo choàng gật đầu, đúng vậy, thời đại Mạt Pháp ta có một loại công pháp tu luyện đặc thù. Diệp Huyên mở ra nhìn, thoáng chốc, hắn lắc đầu, không tốt. Đổi cái khác. Ông lão áo choàng sửng sốt. Diệp Huyên mở bàn tay ra, tâm pháp Thái Sơ và tâm pháp Vũ Trụ bay đến trước mặt ông lão áo choàng, tự ông nhìn đi. Ông lão áo choàng mở ra xem, thoáng chốc, vẻ mặt ông ta trở nên nghiêm túc trước nay chưa từng có, trời ạ. Đây chính là công pháp do chủ nhân Bút Đại Đạo sáng tạo. Nói xong, ông ta nhìn về phía Diệp Huyên, người thừa kế đại đạo tôn kính, ta có thể sao chép một bản không? Diệp Huyên im lặng. Cả người tê dại. Ông lão áo choàng càng thêm kích động, người thừa kế đại đạo tôn kính, nói thật lòng, ta có thể cảm nhận được trên người ngươi có chí bảo. Mà so với chí bảo trên người ngươi, thần vật của thời đại Mạt Pháp ta thật sự không đáng nhắc tới, bởi vậy, ta mới cho ngươi công pháp, nhưng ta không ngờ công pháp của ngươi lại đỉnh cấp như vậy, ôi! Xấu hổ rồi, Diệp Huyên thoáng nhìn ông lão áo choàng, sau đó nói, ông có thể cho ta một món tiền gì đó. Không thể không nói hắn vẫn thiếu tiền. Tu luyện và xây dựng thư viện đều cần tiền, đặc biệt là bây giờ, hắn còn muốn đào tạo quan huyên vệ. Hắn rất muốn tạo ra một đội quân vô địch có thể đánh toàn vũ trụ. Ông lão áo choàng nhìn Diệp Huyên, người rất cần tiền. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Ông lão áo choàng suy nghĩ, sau đó nói, đây vốn là bọn ta để lại cho con trai ngươi. Diệp Huyên nói, ta bảo quản giúp hắn. Ông đưa cho ta bảo quản giúp con trai ta. Ông lão áo choàng thoáng nhìn Diệp Huyên, chuyện này. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ông cho rằng ta sẽ tham đồ của con trai ta sao? Ta không phải loại người như vậy. Ông lão áo choàng suy nghĩ, sau đó lấy một chiếc nhẫn chứa đồ ra đưa cho Diệp Huyên, vậy cho ngươi cái này. Diệp Huyên vội vàng nhận lấy nhẫn chứa đồ, trong nhẫn chứa đồ là một loại tinh thạch đặc thù, toàn thân loại tinh thạch này có màu tím đậm, trong đó tỏa ra năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Diệp Huyên hơi tò mò, đây là... Ông lão áo choàng cười nói, đây là Mạt Pháp tử tinh, tồn tại trong thời không Mạt Pháp, là linh tinh chỉ có ở thời đại Mạt Pháp ta, có trợ giúp cực lớn cho tu luyện của con người. Diệp Huyên lấy một viên ra cảm nhận, thoáng chốc, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc. Năng lượng trong Mạt Pháp tử tinh đặc thù này còn tinh khiết hơn bà sa tinh hắn đang sở hữu mấy lần. Đồ tốt nha! Diệp Huyên liếc nhìn, có khoảng chừng hơn 100 vạn Mạt Pháp tử tinh. Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía ông lão áo choàng, chỉ có 100 vạn. Ông lão áo choàng nhìn Diệp Huyên, đúng vậy. Diệp Huyên trầm giọng nói, không thể nào. Ông lão áo choàng nghiêm túc nói, thật sự chỉ có 100 vạn. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó gật đầu, được rồi. 100 vạn cũng rất nhiều rồi. Lấy thứ đồ này ra, chắc chắn là vô cùng hiếm có. Thấy Diệp Huyên không hỏi tới nữa. Ông lão áo choàng thở phào nhẹ nhõm, coi như bảo vệ được mấy chục tỷ kia rồi. Diệp Huyên chợt nói, ông có loại chân tinh kia không? Cũng cho ta một ít đi. Ông lão áo choàng gật đầu, có. Nói xong, ông ta mở bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, chân tinh trong này đủ để chế tạo hơn 100 vạn món khôi giáp hoặc vũ khí. Diệp Huyên mỉm cười, sau đó nhận lấy. Dường như nghĩ đến điều gì? Hắn liếc nhìn Tín công chúa bên cạnh, sau đó nói, có chỗ tốt gì cho cô nương này không? Dù sao cũng là Tín công chúa dẫn hắn tới, cũng nên cho người ta chút chỗ tốt mới phải. Nghe thấy lời của Diệp Huyên, Tín công chúa hơi ngẩn ra, hiển nhiên, nàng ta không ngờ Diệp Huyên lại đòi hỏi chỗ tốt cho nàng ta. Ông lão áo choàng liếc nhìn Tín công chúa, sau đó nói, vị cô nương này cũng không đơn giản đâu. Diệp Huyên nói, ông cũng đừng rong dài nữa. Dứt khoát cho chút lợi ích thực tế đi. Ông lão áo choàng mỉm cười,
sau đó mở bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay tới trước mặt Tín công chúa. Diệp Huyên hơi tò mò, cái gì vậy? Ông lão áo choàng cười nói, vị cô nương này có thiên phú cực cao, hạn mức tối đa cũng rất cao, nhưng thời đại nàng ta đang ở có nền văn minh võ đạo quá thấp, mặc dù có tâm pháp vũ trụ và tâm pháp thái sơ này, nhưng vẫn còn thiếu rất nhiều. Trong nhẫn chứa đồ là một phần truyền thừa võ đạo của thời đại mạt pháp ta, trong đó có rất nhiều phương pháp tu luyện huyền ảo mà mạnh mẽ, bao gồm thần thông, bí thuật, thuật chiêm tinh, tóm lại rất toàn diện, hẳn sẽ có trợ giúp lớn cho cô nương này. Nghe vậy, Diệp Huyên nhìn về phía Tín công chúa nghiêm mặt nói, cảm ơn. Ông lão áo choàng cười nói, khách sáo rồi. Nói xong, ông ta lại nhìn Diệp Huyên, người thừa kế đại đạo tôn kính, ta không thể ở bên ngoài quá lâu, nếu không, năng lượng tiêu hao quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến bản thể của ta. Cho nên, ta phải biến mất rồi. Nói đến đây, ông ta cúi thấp người thi lễ với Diệp Huyên, ta hy vọng ngươi có thể mang theo toàn bộ di tích thời đại mạt pháp bọn ta, một ngày nào đó trong tương lai giao chúng cho con trai ngươi, kính nhờ ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, được. Ông lão áo choàng mỉm cười, sau đó mở bàn tay ra, một chiếc nhẫn màu đen xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, sau khi các ngươi rời khỏi nơi này, hãy thúc giục nó, nơi này sẽ biến mất, tương lai, sau khi chiếc nhẫn mạt pháp này gặp con trai ngươi, nó sẽ tự động nhận chủ. Diệp Huyên gật đầu, được, ta hiểu rồi, ông yên tâm đi đi. Sắc mặt ông lão áo choàng cứng lại, mình là đi ngủ mà, nói chứ như mình đi chết vậy. Ông lão áo choàng lại cúi thấp người thi lễ với Diệp Huyên, sau đó biến mất khỏi nơi này. Diệp Huyên mang theo Tín công chúa rời khỏi tháp cao, ra đến bên ngoài, hắn mở bàn tay ra rồi thúc giục nhẫn mạt pháp, trong nháy mắt, toàn bộ di tích mạt pháp trước mặt dần dần mờ ảo, thoáng chốc đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của hắn và Tín công chúa. Diệp Huyên nhìn nhẫn mạt pháp trong tay mình, hắn biết, trong chiếc nhẫn mạt pháp này chứa đựng toàn bộ di tích thời đại mạt pháp. Dường như nghĩ đến cái gì, tay phải hắn khẽ nắm chặt, nhưng mà, chiếc nhẫn mạt pháp kia không chút sức mẻ. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Huyên sửng sốt. Tín công chúa cười nói, chắc hẳn chiếc nhẫn chứa đồ này được chế tạo từ chất liệu đặc thù, e rằng trên thế gian này không có thần vật gì có thể phá vỡ. Diệp Huyên đột nhiên lấy kiếm Thanh Huyên ra, rạch một đường lên nhẫn mạt pháp. Vèo. Một vết kiếm xuất hiện trên nhẫn mạt pháp. Tín công chúa. Ông lão áo choàng. Nhìn thấy vết kiếm lưu lại trên nhẫn mạt pháp, Diệp Huyên cười cười, vẫn là kiếm Thanh Huyên thắng một bậc. Như lời Thanh Nhi nói, kiếm Thanh Huyên của hiện tại thật sự là không gì không phá. Lúc này, Tín công chúa ở một bên đột nhiên nói, Diệp công tử nhanh đi đi. Nghe vậy, Diệp Huyên sững sốt, nhưng rất nhanh hắn đã hiểu được. Tân Nguyệt giáo. Việt công tử kia chết trong tay ông lão áo choàng, món nợ này tám phần là tính lên đầu hắn. Đặc biệt là hiện tại, cả di tích mạt pháp đều trong tay hắn. Nghĩ vậy, Diệp Huyên nhất thời lắc đầu. Mẹ nó. Đứa con còn chưa sinh ra, lão tử đã phải đi chùi đít cho nó. Cái này gọi là gì? Thật sự là đồ phá hoại. Tín công chúa cười nói, nếu chỉ một mình cậu, hiện tại vẫn chưa thích hợp cứng rắn đối đầu với Tân Nguyệt giáo. Diệp Huyên đang muốn nói chuyện, mà lúc này, Tín công chúa đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời, thời không nơi đó đột nhiên vỡ ra, ngay sau đó, một ông lão đi ra. Tín công chúa nhẹ giọng nói, tới nhanh như vậy sao? Sau khi ông lão đi tới, ánh mắt lập tức dừng trên người Diệp Huyên, ánh mắt ông ta lạnh như băng. Trong mắt không hề che giấu sát ý, đang muốn nói chuyện, lúc này, kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên đột nhiên biến mất khỏi tay. Phía chân trời, đồng tử mắt ông lão chợt co rụt lại, tay phải ông ta đánh mạnh một quyền về phía trước. Suy! Kiếm Thanh Huyên trực tiếp chặt đứt cánh tay ông lão, sau đó thuận thế đâm vào giữa trán ông ta. Ầm! Cả người ông lão lập tức bị xóa sổ. Phía dưới, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra. Kiếm Thanh Huyên bay trở về trong tay hắn. Diệp Huyên nhìn sang Tín công chúa ở bên cạnh, mỉm cười, Tín điện hạ, sau này còn gặp lại. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Tín công chúa nhìn kiếm quang biến mất ở cuối chân trời, mỉm cười, tuy rằng lần này không thể thu về di tích mạt pháp, nhưng cũng thu hoạch được không ít. Hơn nữa,
nàng ta hiểu rất rõ, nếu không phải Diệp Huyên, sợ là các nàng căn bản vào không được di tích mạt pháp. Thực lực của ông lão áo choàng kia là mạnh nhất mà nàng ta từng gặp cho đến hiện tại. Nói tóm lại, thu hoạch không ít. Đúng lúc này, Tín công chúa đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải, lúc này, thời không nơi đó đột nhiên khẽ rung lên, ngay sau đó, một người đàn ông đi ra. Người đến chính là Vô Biên chủ. Tín công chúa nhìn thấy Vô Biên chủ, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua phía chân trời nơi Diệp Huyên rời đi, sau đó nói, hỏi ngươi một chuyện. Tín công chúa nói, đạo hỏa ở trong tay Tân Nguyệt giáo. Vô Biên chủ nhìn thoáng qua Tín công chúa, lợi hại, còn có thể tranh đáp. Nói xong, y xoay người rời đi. Tín công chúa nhìn Vô Biên chủ rời đi, trầm lặng không nói. Mức độ nguy hiểm của người này vẫn ở trên ông lão áo choàng lúc nãy. Một lát sau, Tín công chúa xoay người rời đi. Trong tinh không nào đó, Diệp Huyên ngồi xếp bằng trên mặt đất, không thể không nói, lần này vẫn là thu hoạch được không ít. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên đột nhiên đi thẳng đến hư thời không, sau khi tiến vào hư thời không, hắn cảm nhận được rất nhiều hơi chưa biết. Trong những thời không khác nhau này, tồn tại những sinh linh khác nhau. Lúc trước khi hắn và Thanh Nhi đến đã từng gặp qua. Diệp Huyên bắt đầu thử gấp hư thời không. Dưới sự trợ giúp của tâm pháp Thái Sơ, kiếm ý nhân gian của hắn đã muốn đạt tới một trình độ vô cùng khủng bố, có thể nói là cực hạn của hiện tại. Muốn tăng lên nữa, chỉ có thể chờ, chờ tín ngưỡng chi lực càng ngày càng nhiều. Bởi vậy, thứ bây giờ hắn có thể tăng lên chỉ có phương pháp gấp này. Mà mục tiêu hiện tại của hắn chính là gấp hư thời không. Thời không càng mạnh, sau khi gấp, uy lực cũng sẽ trở nên càng mạnh hơn. Dưới sự khống chế của Diệp Huyên, hư thời không nơi đây bắt đầu dần dần bị bóp nén, không bao lâu sau, thời không xung quanh lập tức bị hắn gấp thành một đường. Mà giờ phút này, sắc mặt hắn cũng trở nên hơi tái nhợt. Làm càn. Mà đúng lúc này, một tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên từ xa xa, dám tùy tiện phá hư thời không, muốn chết rồi à? Cùng với âm thanh kia, một ông lão áo màu xám cho đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên. Mà khi nhìn thấy Diệp Huyên, sắc mặt ông lão áo màu xám lập tức trở nên tái nhợt, ông ta run giọng nói là Diệp Thiếu. Diệp Thiếu. Đối với vị Diệp Thiếu này, ông ta đương nhiên là biết. Vị này được gọi là khai cuộc một muội muội, loạn giết thế gian. Diệp Huyên nhìn ông lão áo màu xám trước mặt, ngươi là. Ông lão áo màu xám vội vàng nói, tại hạ là chủ của hư thời không? Chủ của hư thời không? Diệp Huyên cười nói, ngươi cũng là người của đạo môn. Ông lão áo xám gật đầu, cung kính nói, đúng vậy. Diệp Huyên cười nói, thật xin lỗi, tới đây tu luyện, chưa chào hỏi với ngươi một tiếng. Ông lão áo xám vội vàng nói, Diệp Thiếu khách khí rồi. Diệp Thiếu có thể đến hư thời không của ta tu luyện, đó là vinh hạnh của ta. Diệp Huyên cười cười, sau đó nói, ta có chút tò mò, đó là, ngươi là người trông coi hư thời không do chủ nhân Bút Đại Đạo bổ nhiệm, hay là... Ông lão áo xám cười nói, đúng vậy. Tất cả những người trông coi thời không đều là do chủ nhân đích thân bổ nhiệm. Diệp Huyên trầm giọng nói, tổng cộng có bao nhiêu loại thời không? Ông lão áo xám cười khổ, cái này ta cũng không rõ lắm, chúng ta tự trông coi thời không của mình, cơ bản cũng không có nhiều giao du. Nhưng mà, ta biết thời không trên ta là thời không tuế nguyệt. Thời không tuế nguyệt. Diệp Huyên biết, Tín công chúa chính là hành giả tuế nguyệt. Ông lão áo xám nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nói, nếu Diệp công tử muốn tìm hiểu về phương diện này, có thể đến đạo môn của đạo thương giới xem, nơi đó hẳn là có ghi chép về phương diện này. Diệp Huyên nhíu mày, đạo thương giới. Ông lão áo xám gật đầu, đúng vậy, một thế giới đặc biệt, ở giao điểm thời không. Diệp Huyên trầm giọng nói, thế nào là giao điểm thời không? Ông lão áo xám cười nói, chính là nơi giáp giới của hai thời không. Mà đạo thương giới này chính là ở nơi giáp giới giữa hư thời không và thời không tuế nguyệt. Diệp Huyên cười nói, có thể dẫn ta đi xem không? Ông lão áo xám gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyên gật đầu, làm phiền rồi. Một lát sau, ông lão áo xám dẫn Diệp Huyên đến một thế giới màu xám,
thế giới này một màu xám xịt mờ mịt, có hơi áp lực. Diệp Huyên có chút khó hiểu, vì sao lại thành lập đạo môn ở thế giới này. Ông lão áo xám trầm giọng nói, ta cũng không biết. Diệp Huyên cười cười, không có nói nữa. Ông lão áo xám đột nhiên chỉ vùng biển vô biên ở xa xa, xuyên qua hải vực tử vong này, là có thể đến thời không tuế nguyệt trong truyền thuyết. Mỗi năm đều sẽ có vô số người tu hành đi đến nơi này, sau đó muốn đến thời không tuế nguyệt. Nhưng người thành công lại ít ỏi không có mấy người, phần lớn đều rút lui trở về, hoặc là chết ở trong bão táp thời không kia. Diệp Huyên nhìn thoáng qua hải vực tử vong kia, cuối tầm mắt, một mảnh tối đen, nhìn thôi đã khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Lúc này, ông lão áo xám dẫn Diệp Huyên đi về phía bên phải, đi không bao lâu, hai người đã đến một đại điện màu đen nhánh. Ông lão áo xám cười nói, đây là đạo môn, hiện tại người chủ quản trong đó là Cố Điện Chủ, một vị thiếu chút nữa đạt đến cường giả tuế nguyệt hành giả cảnh. Diệp Huyên nhíu mày, thiếu chút nữa đạt đến tuế nguyệt hành giả. Ông lão áo xám cười nói, đúng vậy, hắn ta từng đến được thời không tuế nguyệt, nhưng là, hắn không phải dựa vào thực lực đi qua, mà là dựa vào thân phận đặc biệt của mình. Diệp Huyên lập tức hứng thú, nói như thế nào? Ông lão áo xám mỉm cười, chúng ta đều là người của đạo môn, người trông coi thời không tuế nguyệt cũng là người của đạo môn, mà vị Cố Điện Chủ từng mượn thân phận đặc biệt của mình đi đến thời không tuế nguyệt, mỗi lần đi, hắn ta sẽ lén tu luyện ở đó, lâu dần, hắn ta liền nắm chắc một vài lực lượng thời không, nhưng về sau bên thời không tuế nguyệt phát hiện chuyện mờ ám của hắn ta, vì thế, đã không để hắn ta đến nữa. Diệp Huyên trầm giọng nói, bên kia không cho người qua đó sao? Ông lão áo xám nói, cho qua, nhưng là, chỉ có thể thông qua con đường bình thường. Diệp Huyên nói, hải vực tử vong. Ông lão màu xám gật đầu, đúng vậy, đây là do chủ nhân năm đó định ra. Nói xong, ông ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, thực ra, bất kỳ thời không nào cũng đều có loại hạn chế này, không phải nói người muốn tiến vào là tiến vào, đương nhiên. Diệp Thiếu không giống vậy. Mặc kệ là siêu thời không hay là thời không ám giới, hay cả hư thời không, đều có hạn chế. Diệp Huyên sở dĩ không biết, là bởi vì hắn không phải tiến vào một cách bình thường. Diệp Huyên đột nhiên nói, ngươi có biết Tín công chúa của đế quốc cổ không? Ông lão áo xám gật đầu, biết. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão áo xám, danh tiếng của nàng ta rất lớn sao? Ông lão áo xám cười khổ, không phải lớn bình thường. Bởi vì nàng ta là người tiến vào thời không tuế nguyệt nhanh nhất từ trước đến nay, hơn nữa, còn từ đó sống sót trở về. Điều này có nghĩa là, nàng ta đã nhận được sự tán thành của thời không tuế nguyệt, rất lợi hại. Diệp Huyên khẽ gật đầu, thì ra là thế. Ông lão áo xám nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó lại nói, Diệp Thiếu cũng muốn đến thời không tuế nguyệt sao? Diệp Huyên nhìn thoáng qua hải vực tử vong kia, cười nói, hải vực tử vong kia rất nguy hiểm. Ông lão áo xám nghiêm mặt nói, Diệp Thiếu nói đùa rồi. Nếu cậu muốn đến thời không tuế nguyệt, vậy khẳng định là tuế nguyệt chủ sẽ đích thân đến tiếp đón cậu, sao lại có thể còn phải xông qua hải vực tử vong? Diệp Huyên nhìn về phía ông lão áo xám nghiêm túc nói, Diệp Thiếu có đạo ấn, là người quản lý đạo môn do chủ nhân khâm định, có thể nói, thấy đạo ấn, như thấy chủ nhân, tuế nguyệt chủ sao dám chậm trễ? Diệp Huyên cười nói, nếu hắn ta chậm trễ thì sao? Ông lão áo xám do dự một lát, sau đó nói, có lẽ không có khả năng này. Trên lý thuyết mà nói, Diệp Thiếu cậu có thể mệnh lệnh tất cả mọi người trong đạo môn. Diệp Huyên cười nói, người cũng nói là trên lý thuyết, trên đường ta đi, người không nghe lời cũng không ít. Kỳ thực, hắn cũng có thể hiểu được, dù sao, chủ nhân bút đại đạo đều đã rất lâu chưa từng xuất hiện. Lâu như vậy không xuất hiện, uy danh của y chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Rất nhanh, hai người đi tới trước đại điện đạo môn, vừa đến trước đại điện, một ông lão đã ngăn cản hai người, ông lão lạnh lùng liếc nhìn hai người, đây là đạo môn, người ngoài không được bước vào. Diệp Huyên nhìn về phía ông lão áo xám, ông ta không biết ngươi sao. Ông lão áo xám cười gượng, ta tương đối khiêm tốn. Diệp Huyên cạn lời. Người này hình như sống không tốt lắm. Ông lão áo xám nhìn về phía ông lão trước mặt, đi thông báo một tiếng, nói Diệp Thiếu giá lâm, bảo điện chủ của các ngươi nhanh đến tiếp đón. Diệp Thiếu, ông lão cau mày,
Ông ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, hai người các ngươi có phải não có vấn đề không? Đến đạo môn ra vẻ. Ông lão áo xám cả giận nói, người điên rồi sao? Đây chính là Diệp Thiếu. Ông lão bình tĩnh nói, ta sợ quá cơ. Ông lão áo xám không thể kìm nén được cơn giận, chưa nghe qua vua dựa dẫm. Nghe vậy, sắc mặt ông lão lập tức thay đổi, mẹ kiếp. Ngươi là vua dựa dẫm, mẹ kiếp. Diệp Huyên. Vua dựa dẫm. Đám Diệp Huyên ngơ ngác. Mẹ nó. Đúng là á đủ mà. Giờ phút này, ông lão đạo môn kia cũng muốn sụi lơ. Đương nhiên là ông ta có nghe qua vua dựa dẫm, giờ trong đạo môn ai mà không biết cô gái váy trắng đến cả chủ nhân bút đại đạo cũng chẳng thèm coi ra gì. Diệp Huyên thành lập thư viện Quan Huyên, xây dựng trật tự mới, đạo môn cũng không phải không biết mà là không dám ngó ngàng đến. Dám nhúng tay vào đều đã đi chầu ông bà hết rồi. Vì thế, giờ đạo môn hoàn toàn là mắt nhắm mắt mở trước mọi việc làm của Diệp Huyên. Đáng sợ nhất là, hiện nay Diệp Huyên còn có được đạo ấn. Rất nhiều cao thủ trong đạo môn cũng biết đạo ấn lại xuất hiện, ít nhất thì đạo môn ở nơi này là biết. Kẻ tạo phản lại có được đạo ấn, hành động ấy đến cả họ cũng ngơ ngác. Đương nhiên, họ cũng không dám nhúng tay vào. Tóm lại, đây là một vị không thể trêu vào, mà ông lão không ngờ cái tên vua dựa dẫm kia lại đi đến nơi này. Ông ta nhìn Diệp Huyên, run rẩy nói, Diệp công tử, người đợi chút, không đúng, mời người, xin mời người vào. Diệp Huyên ngó ông lão hỏi, danh tiếng của ta khó nghe lắm hả? Ông lão nghe vậy lập tức toát mồ hôi lạnh, cái này. Rất tốt. Diệp Huyên cạn lời. Hắn cũng không nói thêm gì nữa. Đi thẳng vào trong điện. Vừa đi được mấy bước đã có một người đàn ông trung niên ra đón, ông ta thấy Diệp Huyên thì trực tiếp khom lưng cúi chào, đạo môn Cố Phàm ra mắt Diệp Thiếu. Cố điện chủ. Diệp Huyên nhìn cố điện chủ trước mắt cười nói, cố điện chủ khách sáo quá rồi. Cố điện chủ cười, không ngờ Diệp Thiếu lại tự mình tới đây, có gì sơ suất, mong Diệp Thiếu bỏ qua cho. Diệp Huyên cười bảo, cố điện chủ khách sáo quá. Lần này ta đến đây là muốn hỏi ông một chuyện. Cố điện chủ lập tức nói, Diệp Thiếu cứ hỏi, ta sẽ biết gì nói đó, không có nửa chút giấu giếm. Diệp Huyên gật đầu, ta muốn biết đến trước mắt thì có tổng cộng bao nhiêu loại thời không? Nói cách khác, trên thời không tuế nguyệt thì còn có bao nhiêu loại nữa? Cố điện chủ cười khổ, Diệp Thiếu, bên trên thời không tuế nguyệt đã thuộc về một phạm vi khác. Không phải là loại như chúng ta có thể với tới. Diệp Huyên cau mày, đạo môn cũng không có ghi chép hả? Cố điện chủ lắc đầu, không có ghi chép gì hết, dù là thời không tuế nguyệt cũng không luôn. Diệp Huyên im lặng. Cố điện chủ lại nói, có điều, trong đạo môn lại có ghi chép giới thiệu về thời không, có lẽ sẽ giúp được Diệp công tử. Diệp Huyên bảo, nói đi. Cố điện chủ trầm giọng nói, thời không chia làm hai loại. Một là cựu thời không, loại này đã có từ khi vũ trụ sinh ra. Là sinh ra cùng với vũ trụ. Còn một loại khác là tân thời không, nó là do con người sáng tạo ra. Diệp Huyên hỏi, hư thời không và thời không tuế nguyệt là cựu hay tân thời không? Cố điện chủ đáp, cựu thời không. Diệp Huyên lại hỏi, vậy ông thấy tân thời không chưa? Cố điện chủ lắc đầu, chưa. Từ một góc độ nào đó mà nói thì tân thời không càng đáng sợ hơn cựu thời không. Bởi vì... hễ là người sáng tạo ra được tân thời không thì đều cực kỳ lợi hại. Mà loại thời không do cao thủ sáng tạo ra, chắc chắn cũng vô cùng khủng bố. Diệp Huyên im lặng, lúc này hắn nghĩ tới thời không thần bí bên trong tiểu tháp. Đó là do Thanh Nhi sáng tạo ra. Cố điện chủ bỗng hỏi, chắc Diệp Thiếu cũng biết thời không tuế nguyệt đúng không? Diệp Huyên gật đầu, vừa biết. Cố điện chủ trầm giọng nói, Diệp Thiếu... cậu có thể đi thời không tuế nguyệt, tu luyện ở đó sẽ giúp ích cho cậu rất nhiều. Chẳng những vậy, mật độ thời không ở đó ít nhất cũng mạnh hơn nơi này mấy chục lần. Diệp Huyên cau mày, mấy chục lần. Cố điện chủ gật đầu, đúng vậy. Thời không tuế nguyệt là một loại thời không đặc biệt do vô số năm tháng lắng đọng lại. Hơn nữa, tu luyện ở đó, nếu may mắn còn có khả năng tiến vào thời không song song trong truyền thuyết. Diệp Huyên nhíu mày, thời không song song. Cố điện chủ cười đáp, đúng vậy,
Diệp công tử phải biết thế giới hiện tại của chúng ta cũng không phải duy nhất. Chẳng hạn như, thời không hiện hữu, siêu thời không ám giới. Mỗi loại đều là một thế giới độc lập. Song, dù là siêu thời không hay thời không ám giới thì cũng chỉ là hư thời không, chỉ là thời không độc lập. Thời gian của nó cũng giống như thời không hiện hữu của ta. Tất cả mọi người đều ở trên một trục thời gian giống như các đường gân trên lá cây. Những thời không đó tựa như đường gân trên lá cây, tuy đi về các phía khác nhau nhưng đều bắt đầu từ một điểm. Có điều, thời không song song lại khác. Họ nằm ở một vũ trụ khác có trục thời gian khác với chúng ta. Chính họ tương đương với một mảnh lá cây. Diệp Huyên nặng nề hỏi, trục thời gian khác với những chúng ta. Cố điện chủ gật đầu, đúng vậy. Nếu cậu tiến vào một cái thế giới song song thì đó là một chuyện cực kỳ đáng sợ, tại sao ư? Vì có lẽ cậu cũng đã biết tương lai của những vũ trụ mà cậu đi ngang qua. Nếu lịch sử của vũ trụ này chỉ có 100 năm, mà lúc cậu tới là năm thứ 30 thì cũng đã biết chuyện tương lai 70 năm sau. Vì lúc cậu đến thì sẽ xuyên qua dòng sông thời gian, trong lúc đó, cậu sẽ biết hết được tương lai của vũ trụ bên kia. Diệp Huyên nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc. Hắn nhớ tới một chuyện. Ứng Thanh đến từ hệ Ngân Hà. Cô nương này nói hắn sẽ chết vào hơn 2.000 năm sau ở hệ Ngân Hà. Nhưng vấn đề là, hệ Ngân Hà là thế giới song song hay nơi này là thế giới song song? Một lát sau, Diệp Huyên lắc đầu. Mẹ nó! Trước đây là cảnh giới rắc rối, mà giờ trực tiếp là vũ trụ rắc rối. Cuộc đời khốn nạn, vũ trụ rác rưởi. Lúc này, cố điện chủ càng nói càng phấn khích, nghe nói trong thời không tuế nguyệt có thể xuyên qua đến vũ trụ song song khác. Đương nhiên, ta cũng không biết là thật hay giả. Diệp Huyên bỗng hỏi, nếu đã biết chuyện xảy ra trong tương lai thì có thể thay đổi không? Cố điện chủ ngẫm nghĩ rồi đáp, cái này đồng nghĩa với việc xoay chuyển nhân quả, ta cảm thấy nó là một chuyện không có khả năng. Phần nhân quả ấy có ảnh hưởng rất rất lớn, không phải điều mà người bình thường có thể chịu nổi. Diệp Huyên cười nói, ta hiểu rồi. Cố điện chủ ngó Diệp Huyên hỏi, Diệp công tử, cậu muốn đi con sông Tuế Nguyệt không? Nếu muốn, ta có thể dẫn đường. Diệp Huyên cười, tạm thời thì không, ta muốn tu luyện ở đây một thời gian đã. Tuy giờ hắn có thể gấp hư thời không, nhưng vẫn chưa tới giới hạn của bản thân nên muốn tu luyện đến cực hạn mới đi đến thời không Tuế Nguyệt gì đó xem thử. Cố điện chủ nghe thấy câu trả lời của Diệp Huyên thì dù có hơi thất vọng, nhưng vẫn gật đầu, vậy nếu Diệp thiếu có cần gì thì cứ nói một tiếng là được. Diệp Huyên cười đáp, được. Hắn nói xong bèn xoay người rời đi. Cố điện chủ nhìn Diệp Huyên đi xa bỗng trở trên hết sức phấn khích. Vì ông ta biết Diệp Huyên chắc chắn sẽ đi thời không tuế nguyệt, mà đó lại là một cái cơ hội của mình. Giờ ông ta đã bị hạn chế đi thời không tuế nguyệt. Muốn đi tiếp chỉ có một cách, đó là đi theo Diệp Huyên. Nếu Diệp Huyên đi thì người bên đó chỉ có hai sự lựa chọn, một là khuất phục. Vậy thì ông ta sẽ đi theo Diệp Huyên rồi đi ngang ở bên kia. Nếu hư thời không không chấp nhận Diệp Huyên, vậy càng tốt. Trực tiếp tiêu diệt người cầm lái của hư thời không, cướp lấy vị trí đó luôn. Tóm lại, chắc chắn sẽ lời không lỗ. Sau khi Diệp Huyên rời khỏi đạo môn bèn đi vào hư thời không rồi tiếp tục tu luyện. Phải công nhận rằng mạt pháp tinh mà ông lão thời đại mạt pháp kia cho hắn quả thật có chút biến thái. Một viên thôi cũng đã đủ để hắn tu luyện một ngày rồi. Mà tu luyện thì vô cùng tốn linh khí. Linh khí có sẵn trong đất trời lại không đủ cho lắm, không thể hấp thu thoải mái. Thế nên, tinh thạch chứa đựng linh khí tinh khiết có vẻ cực kỳ quan trọng. Đế quốc cổ. Tín công chúa đang xử lý công vụ bỗng ngẩng đầu lên. Cách đó không xa có một người đàn ông trung niên chậm rãi đi đến. Tín công chúa bỏ tấu chương trong tay xuống rồi cười chào hỏi, Khâm trưởng lão. Khâm trưởng lão Tân Nguyệt giáo xem như là một nhân vật có quyền trong môn phái. Khâm trưởng lão cười nói, Tín công chúa, bỗng nhiên đến đúng là có chút mạo phạm, nhưng ta tin chắc cô cũng có thể hiểu được mà đúng không? Tín công chúa cười, Khâm trưởng lão, ta biết tại sao ông đến. Đầu tiên, cái chết của Việt công tử và Trần công tử không liên quan gì đến ta. Trần công tử là vì đánh không lại Diệp công tử mà bị giết. Còn Việt công tử là chết trong tay cao thủ tại bí cảnh thời đại mạt pháp, chẳng liên quan gì đến ta và Diệp công tử hết.
Khâm trưởng lão im lặng một lát rồi nói, Tín công chúa, di tích mạt pháp là do Tân Nguyệt giáo và đế quốc cổ cùng phát hiện. Tín công chúa gật đầu đáp, đúng vậy. Khâm trưởng lão nhìn Tín công chúa nói, nhưng giờ, người của chúng ta đã chết. Mà di tích mạt pháp lại biến mất. Tín công chúa lắc đầu, Khâm trưởng lão, đầu tiên chuyện này nó ra khá rắc rối. Ta nói thật với ông chắc chắn cho rằng ta đang lừa ông nên ta sẽ không lãng phí miệng lưỡi. Ta chỉ có thể nói, di tích mạt pháp kia không ở trong tay ta. Khâm trưởng lão nhìn chằm chằm vào Tín công chúa hỏi, vậy thì, nó ở trên người của tên kiếm tu kia. Tín công chúa gật đầu, đúng là ở trong tay Diệp công tử. Có điều, ta không đề nghị các ông đi tìm hắn. Khâm trưởng lão cười hỏi, tại sao? Tín công chúa nghiêm túc nói, nếu các ông đi tìm hắn thì sẽ chịu thiệt. Và lại, không phải hắn cướp đi di tích mà là di tích chọn hắn. Khâm trưởng lão im lặng một lát rồi nói, Tín công chúa, xin lỗi chứ Tân Nguyệt giáo xem như là đồng minh với cô. Hai bên qua lại nhiều năm như vậy vẫn sống chung hòa hợp. Mà giờ, người của Tân Nguyệt giáo bị giết trước mặt cô, Tín công chúa lại không ra tay giúp đỡ. Điều này có vẻ không được tốt cho lắm đúng không? Hơn nữa, đến giờ Tín công chúa vẫn bảo vệ tên kiếm tu kia. Nói thật, hành động ấy của cô thật sự là khiến cho đồng minh của cô chạnh lòng. Tín công chúa lại bảo, đầu tiên, Trần công tử và Diệp công tử là so đấu bình đẳng. Trước khi đánh, người của các ông nói muốn so đấu sống còn, hắn ta không đánh lại bị giết, ta cảm thấy là hắn ta gieo gió gặt bão, thật sự không có lý do gì để ra tay giúp. Còn Việt công tử kia, cái chết của hắn ta quả thật chẳng liên quan gì đến Diệp công tử. Cuối cùng, ta cũng không có bảo vệ Diệp công tử, bảo các ông đừng đi tìm hắn là vì tốt cho các ông thôi. Khâm trưởng lão khẽ cười hỏi, tốt cho chúng ta. Tín công chúa, cô có thấy câu đó của mình vô cùng buồn cười không? Quả thật là hết sức nực cười luôn đấy. Tín công chúa bỗng đứng phát dậy, nhìn thẳng vào khâm trưởng lão nói, ông không được sự cho phép của ta đã xông đến, còn không có tí tôn trọng nào với ta. Ta không so đo, không có nghĩa là ông có thể thích làm gì thì làm. Mà giờ, lời nói của ông lại xúc phạm đến ta, không tôn trọng ta nên ông phải chết. Nàng ta vừa dứt lời thì đầu của khâm trưởng lão bỗng nhiên rớt xuống. Đến cả cơ hội phản ứng cũng không có. Tín công chúa nhìn cái đầu trợn to mắt kia nói, gói lại gửi cho Tân Nguyệt giáo, nói cho họ biết lần sau đến gặp ta phải là người có lễ phép, hoặc là đánh thắng được ta. Nàng ta nói xong bên ngồi xuống phê duyệt tấu chương tiếp. Lúc này, Tín công chúa như nghĩ đến gì đó bỗng dưng ngẩng đầu lên hỏi, Diệp công tử kia đang ở hư thời không? Trong tối, một giọng nói đáp, vâng. Tín công chúa cười, có lẽ, hắn cũng sẽ đi vào hải vực tử vong kia xem thử. Nàng ta nói xong, trong mắt chợt lóe lên vẻ ngẩn ngơ, nhoáng lên một cái đã trôi qua nhiều năm ghê. Giọng nói kia bỗng bảo, điện hạ, e rằng Tân Nguyệt giáo sẽ không ngừng nghỉ đâu. Tín công chúa cười nói, Tân Nguyệt giáo, từ sau khi vị giáo mẫu kia rời đi, sau này mỗi thế hệ sau càng không bằng thế hệ trước. Giọng nói kia hỏi, vị Diệp công tử kia sẽ gặp rắc rối sao? Tín công chúa lắc đầu, gặp rắc rối sẽ là Tân Nguyệt giáo. Giọng nói kia khó hiểu hỏi, rốt cuộc thì Diệp công tử kia là thần thánh phương nào? Tín công chúa im lặng một lát mới đáp, hắn thuộc về loại người mà đế quốc cổ chúng ta không chọc vào nổi. Giọng nói kia kinh ngạc bật thốt lên, không thể nào. Tín công chúa chỉ cười chứ không nói gì thêm. Tiếp tục phê duyệt tấu chương. Hư thời không. Diệp Huyên vẫn đang điên cuồng gấp hư thời không. Bây giờ, hắn chỉ có một suy nghĩa là gấp mấy trăm vạn dặm hư thời không. Song, hắn vẫn không cảm giác được giới hạn của bản thân. Giờ điều hắn muốn là tu luyện đến cực hạn. Cứ thế, nửa tháng trôi qua. Hôm nay, bên trong hư thời không, Diệp Huyên khép hờ hai mắt bỗng bật mở, trở tay phải. Thoáng chốc hư thời không trong phạm vi ngàn dặm lập tức bị nén thành một sợi chỉ. Diệp Huyên nhìn sợi chỉ trong tay, mặt mày hết sức nghiêm trọng. Sức mạnh này, quá kinh khủng. Chẳng mấy chốc, vẻ nghiêm trọng kia đã biến thành vui vẻ. Một gấp này, dưới tam kiếm thì ông đây tung hoành. Diệp Huyên bỗng nhiên phá lên cười ha ha. Mình hình như hơi bị kiêu ngạo. Diệp Huyên mở tay ra. Thời không lại khôi phục như thường. Lúc này, hư thời không chi chủ bèn xuất hiện trước mặt Diệp Huyên,
cảm thán, Diệp thiếu đúng là thiên tài, ta chưa thấy ai yêu nghiệt như cậu hết, lão hủ quả thật phục sát đất. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, ta cũng không thích cái vẻ nịnh hót ấy của ông đâu, khen thêm vài câu rồi đừng khen nữa. Vẻ mặt hư thời không chi chủ lập tức cứng đờ. Diệp Huyên cười ha ha rồi nói, hư tiền bối, trong khoảng thời gian này, cảm ơn ông đã phối hợp. Trong khoảng thời gian này, đều dựa vào vị này phối hợp, không thì hắn cũng không có tu luyện thuận lợi như vậy. Hư thời không chi chủ mỉm cười nói, có thể phục vụ cho Diệp thiếu là niềm vinh hạnh của ta. Diệp Huyên cười bảo, đợi ta đi tuế nguyệt thời không sẽ nói một tiếng với người đứng đầu bên kia. Sau này, nếu ông muốn đến đó đi dạo thì bất cứ lúc nào cũng được. Hư thời không chi chủ lập tức hết sức kích động, cúi gập người vái Diệp Huyên, cảm ơn Diệp thiếu. Diệp Huyên cười bảo, bảo trọng. Hắn nói xong bèn xoay người rời đi. Hư thời không chi chủ nhìn Diệp Huyên đi xa, vui vẻ nói, ông đây sắp đổi đời rồi. Diệp Huyên đi thẳng tới vùng hải vực tử vong kia, đứng trên bờ nhìn mặt biển đằng trước. Nó chỉ là nước biển bình thường, không có bất cứ chỗ đặc biệt nào. Hắn nhìn ra xa, cuối chân trời là một vùng đen thui, thần thức cũng không thể nào xuyên qua. Có chút không đơn giản. Diệp Huyên đang định nhích người thì bỗng dưng có một giọng nói vang lên từ bên cạnh, nếu ngươi không muốn chết thì cứ thế đi qua đi. Diệp Huyên quay đầu lại. Cách đó không xa nằm một ông lão quần áo rách tả tơi. Ông lão nhìn Diệp Huyên nói, tên cứng đầu. Diệp Huyên đánh giá ông ta một lượt rồi hỏi, người không thể đổi bộ quần nào nào bình thường hả? Ăn mặc rách dưới, người ta nhìn vào còn tưởng là cao thủ. Ông lão ngồi bật dậy, nhìn Diệp Huyên nói, chàng trai trẻ, người kiêu ngạo ghê ta ơi. Diệp Huyên nhàn nhạt nói, giờ ta có chút lâng lâng, cảm giác mình có thể đi ngang dưới tam kiếm. Ông lão chỉ vào hải vực tử vong hỏi, người biết đây là nơi nào không? Diệp Huyên đáp, hải vực tử vong. Ông ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên hỏi, lần đầu đến. Diệp Huyên gật đầu. Ông lão cười lạnh nói, vậy ngươi đi đi, ta đây muốn xem coi ngươi chết như thế nào. Diệp Huyên liếc ông ta hỏi, ngươi ở đây đợi mấy năm rồi? Ông lão lạnh nhạt đáp, cũng không lâu, chắc hơn 1000 vạn năm đó. Diệp Huyên lắc đầu. Ông lão cả giận hỏi, người lắc đầu là sao? Diệp Huyên nói, cho ta 1000 năm, tam kiếm có bắt tay cũng không phải đối thủ của ta. Tiểu tháp không nhịn được mở miệng, tiểu chủ, ta biết người vừa mạnh lên nên có hơi ngông cuồng là điều khó tránh khỏi. Nhưng ta phải khuyên người một câu, một vừa hai phải thôi cha. Diệp Huyên nhàn nhạt nói, tiểu tháp, người có vẻ không tin tưởng ta cho lắm nhỉ? Tiểu tháp đang định nói chuyện thì tiểu bút bỗng mở miệng, ta cảm thấy Diệp thiếu có thể làm được. Diệp thiếu có khởi đầu cao, còn cố gắng như vậy, mai sau vượt qua tam kiếm thì có vấn đề gì hả? Ta không cảm thấy làm sao hết. Tiểu tháp, nếu ngươi coi thường Diệp thiếu, vậy ngươi trở về đi theo lão chủ nhân của mình đi. Theo Diệp thiếu làm gì? Á đù! Tiểu tháp lập tức cả giận nói, bút quèn, ngươi. Diệp Huyên bỗng nói, tiểu tháp, ngươi câm miệng. Tiểu bút nói vô cùng có lý. Tiểu tháp câm nín. Xong rồi. Giờ tiểu chủ đang rất đắc ý. Bấy giờ, ông lão bên cạnh bỗng nói, chẳng phải ngươi muốn đi hả? Đi mau đi, lão phu đợi lát nữa sẽ nhặt xác cho ngươi. Diệp Huyên liếc ông ta rồi nhảy vào trong biển. Hắn không hề dùng huyền khí, mặc sóng biển đưa mình ra xa bờ. Trôi. Ông lão thấy vậy kinh ngạc, hành động gì lạ vậy? Cứ thế, cơn sóng này đến cơn sóng khác đưa Diệp Huyên ra xa. Ông lão im lặng một lát rồi đi theo, ông ta muốn xem cái tên thích khoác lác này sẽ chết như thế nào. Dần ra, Diệp Huyên cứ thế trôi đến cuối hải vực. Chẳng bao lâu sau, hắn đã tiến vào khu vực màu đen kia. Sau đó, Diệp Huyên phát hiện nơi này tràn ngập vô số lực lượng vật chất tối. Đương nhiên, thứ này cũng không đe dọa được hắn. Diệp Huyên vung tay lên, một làn sóng chợt nâng hắn lên, thoáng chốc đã vượt qua khu vực màu đen kia. Sau khi vượt qua nó, nhìn ra xa vẫn là một mảnh hải vực bao la bát ngát. Có điều, khác với bên ngoài, nước biển nơi này mang theo một cảm giác áp bách vô cùng nặng nề. Diệp Huyên cau mày. Lúc này, ông lão ban nãy cũng theo lại đây. Diệp Huyên liếc ông lão, ông ta lạnh lùng nói, người đi tiếp đi coi nào.
Diệp Huyên cũng không muốn nói nhảm nhiều với ông ta, tiếp tục đi về phía xa. Ông lão cười khẩy, không có đi theo. Diệp Huyên chưa đi được mấy bước, nước biển cách đó không xa bỗng quay cuồng, sau đó một con yêu thú mặt mày dữ tợn chợt chui ra từ trong nước. Diệp Huyên bỗng rút kiếm chém một cái rồi cất kiếm đi. Ầm. Kiếm quang bắn ra nhưng con yêu thú kia vẫn đứng tại chỗ. Không chết. Diệp Huyên cau mày. Mẹ nó. Chịu một kiếm của ông đây mà không chết. Diệp Huyên cẩn thận đánh giá nó một lượt, con yêu thú này có cơ thể khổng lồ, thân người đuôi cá, trên mắt phủ kín vảy cá trông rất quỷ dị. Giờ phút này, nó đang nhìn Diệp Huyên, trong mắt toát ra đôi chút nghiêm trọng. Nó cảm nhận được sự đe dọa trong một kiếm ban nãy. Sắc mặt Diệp Huyên cũng không đẹp cho mấy, lẽ nào mình vừa lên đã phải dùng tuyệt chiêu? Lúc này, con yêu thú kia bỗng hỏi, ngươi còn muốn đánh không? Diệp Huyên liếc nó đáp, ta sao cũng được. Yêu thú ngó kiếm Thanh Huyên trong tay nói, vậy lần khác rồi đánh đi. Nó nói xong bèn xoay người chui vào trong biển. Diệp Huyên chớp chớp mắt, cứ thế chạy. Đằng sau, ông lão kia cũng ngơ ngác nhìn. Ủa là sao? Diệp Huyên cũng không nói gì, đi tiếp về phía trước. Chẳng bao lâu sau, hắn đã gặp một vòng xoáy khổng lồ, bên trong toát ra từng luồng khí tức yêu thú khủng bố. Mà lần này, ông lão kia cũng không theo tới, mà là trốn ra xa. Bấy giờ, trong vòng xoáy kia bỗng dưng chậm rãi hiện lên cái bóng của một yêu thú. Cái bóng đó nhìn Diệp Huyên, mặt mày có chút nghiêm trọng. Diệp Huyên im lặng, phát hiện hình như mình có chút xem nhẹ mảnh hải vực này. Thực lực của con yêu thú trước mặt cũng cực kỳ khủng bố. Cái bóng bỗng hỏi, xưng hô thế nào? Diệp Huyên đáp, Diệp Huyên. Cái bóng yêu thú trầm giọng hỏi, người muốn đi qua? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Yêu thú im lặng một lúc rồi nói, nếu đánh nhau, người có thể đừng dùng thanh kiếm trong tay không? Diệp Huyên nhàn nhạt nói, không được. Yêu thú im lặng. Diệp Huyên liếc nó bảo, thả ta đi qua. Yêu thú nặng nề nói, vậy người có thể đi vòng, đừng đi ngang qua địa bàn của ta không? Nếu ta để người đi qua... Những yêu thú bên cạnh sẽ nghĩ rằng ta sợ ngươi, sẽ rất mất mặt. Diệp Huyên câm nín. Yêu thú ở đây có vẻ không giống những nơi khác cho lắm nhỉ. Không nắm chắc sẽ không đánh. Có chút lạ. Diệp Huyên cũng không muốn đánh nhau cho lắm, vì hắn có thể cảm giác được xung quanh còn có rất nhiều khí tức khủng bố. Nếu đánh, rất có khả năng sẽ bị quần ẩu. Tuy hắn không sợ, nhưng cũng không cần thiết. Diệp Huyên nghĩ vậy bèn nói, ngươi xem như không phát hiện, ta lén đi qua không được hả? Yêu thú trầm giọng nói, ngươi đi sang bên cạnh đi, yêu thú bên đó yếu hơn một chút, ngươi đi qua đó sẽ dễ qua hơn. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi hỏi, từ chỗ này đi tiếp thì có bao nhiêu yêu thú? Yêu thú đáp, rất nhiều, nơi này là hải yêu tộc, dù ngươi vượt qua chỗ này của ta, phía sau còn có vô cùng vô tận yêu thú. Thế nên... Hay là ngươi đi về, lại tu luyện thêm một thời gian, đợi đến khi ngươi mạnh hơn, chúng ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi. Diệp Huyên cau mày, nếu gặp được người cực kỳ mạnh, các ngươi sẽ không cản. Yêu thú gật đầu, đương nhiên, cực kỳ mạnh, vậy đánh không lại, chúng ta chắc chắn sẽ không cản. Mà ngươi, ngươi thuộc về tốt giữa, chúng ta không chắc thắng được ngươi, nhưng lại có chút chắc. Nó cứ nửa vời, rất khó nói. Diệp Huyên câm nín một lát mới hỏi, vậy thì, người dẫn ta đi qua mảnh hải vực tử vong này, thế nào? Yêu thú lắc đầu, không được, nếu ta dẫn ngươi qua, chẳng phải sẽ bị những kẻ khác cười chết. Loại chuyện bẽ mặt tổ tông như thế, ta tuyệt đối sẽ không làm. Diệp Huyên bỗng mở tay ra, 100 viên mạt pháp tinh lập tức xuất hiện trước mặt yêu thú. Á đù! Yêu thú bỗng run rẩy nói, đây là mạt pháp tinh trong truyền thuyết ư. Ngươi, sao ngươi lại có nó? Ngươi! Diệp Huyên bình tĩnh nói, dẫn ta qua, sau đó ta sẽ trả cho ngươi 100 viên. Yêu thú trần chờ Diệp Huyên lại bảo, sau khi đi qua ta sẽ cho ngươi 200 viên. Nếu ngươi không muốn ta sẽ tìm con khác, ta, yêu thú lập tức nói, vị huynh đệ này, ta dẫn ngươi qua, đi. Đi bên này, yêu thú ở đó đa số đều không có mắt, chúng ta đi bên đó sẽ vô cùng an toàn.
nhìn thấy Diệp Huyên bị yêu thú kia mang đi về phía trước, ông lão đằng sau bỗng ngẩn ra tại chỗ. Xảy ra chuyện gì? Giờ phút này, trên mặt ông lão ngập tràn mơ hồ. Một lát sau, sắc mặt ông lão trở nên vô cùng khó coi, ông ta thoáng nhìn Diệp Huyên dần dần biến mất ở nơi xa, ta cũng muốn xem ngươi đi qua cây cầu tàn kia thế nào. Nói xong, ông ta đi theo. Mà lần này, ông ta lợi dụng bí pháp đặc thù để che giấu hơi thở của mình. Nơi xa, Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh sóng biển cuộn trào, bầu trời tối đen như mực, cảm giác vô cùng ngột ngạt. Diệp Huyên nhìn yêu thú ở bên cạnh, sau đó nói, người biết thời đại mạt pháp. Hải yêu cười nói, đúng. Rất lâu trước kia, hải yêu tộc bọn ta có quan hệ rất tốt với nhiều thế lực lớn mạnh của thời đại mạt pháp, về sau không biết bởi vì nguyên nhân gì mà toàn bộ bọn họ biến mất. Nói xong, hắn ta liếc nhìn Diệp Huyên, loài người, ngươi làm cách nào có được mạt pháp tinh này? Diệp Huyên cười nói, một ông lão của thời đại mạt pháp tặng. Hải yêu trầm giọng nói, không đúng, ngươi không đi thời không tuế nguyệt, sao có thể gặp được người của thời đại mạt pháp? Diệp Huyên cười nói, ta không cần phải lừa ngươi. Hải yêu suy nghĩ, sau đó nói, loài người, ta có thể xem kiếm trong tay ngươi không? Diệp Huyên gật đầu, có thể. Nói xong, hắn mở bàn tay ra, kiếm thanh huyên bay đến trước mặt Hải yêu. Hải yêu nắm lấy kiếm thanh huyên, chỉ liếc một cái. Sắc mặt hắn ta đã trở nên nghiêm nghị trước nay chưa từng có, loài người, e rằng ngươi cũng là con cháu nhà máu mặt. Sắc mặt Diệp Huyên cứng lại. Hải yêu trả kiếm thanh huyên cho Diệp Huyên, lắc đầu ta không chọc nổi đại lão. Diệp Huyên thu hồi kiếm thanh huyên, sau đó cười nói, trong hải yêu tộc các ngươi, ngươi thuộc cấp bậc gì? Hải yêu do dự chốt lát, sau đó nói, tầm trung trở xuống. Diệp Huyên không còn lời nào để nói. Tầm trung trở xuống. Diệp Huyên thoáng nhìn hải yêu, thực lực của hải yêu này rất mạnh, vậy mà trong hải yêu tộc cũng chỉ được coi là tầm trung trở xuống, điều này chứng tỏ thực lực của hải yêu tộc rất khủng bố. Cứ như vậy, dưới sự dẫn dắt của hải yêu, Diệp Huyên thành công tránh né địa bàn của vô số yêu thú hải yêu tộc. Không lâu sau, hải yêu chợt dừng lại, hắn ta đưa mắt nhìn ra xa, ta chỉ có thể mang ngươi tới nơi này. Diệp Huyên nhìn về nơi xa. Nơi đó có một cây cầu vắt ngang qua toàn bộ mặt biển, trông vẻ hơi quỷ dị. Diệp Huyên mở bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ chậm rãi bay đến trước mặt Hải Yêu. Hải Yêu nhận lấy nhẫn chứa đồ, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên, sao lại có nhiều hơn 100? Diệp Huyên chỉ vào cây cầu, nói cho ta nghe về nó đi. Hải Yêu do dự một lát rồi nói, đây là cầu tàn, năm đó do một vị đại lão dùng mật tinh trong truyền thuyết chế tạo. Bất kỳ hải yêu nào của hải yêu tộc cũng không thể tới gần nơi này, cho nên, người muốn đi qua, chỉ có thể dựa vào chính mình. Mật tinh. Diệp Huyên nheo mắt lại, hắn nhìn về phía cây cầu kia, cây cầu dài không thấy tận cùng, mà toàn bộ đều được chế tạo bằng mật tinh. Mẹ nó giàu quá rồi. Lúc này, hải yêu đột nhiên nói, người cẩn thận chút. Nói xong, hắn ta xoay người muốn rời đi. Diệp Huyên chợt nói, cây cầu này có nguy hiểm gì không? Hải yêu nhìn Diệp Huyên, người cảm thấy thế nào? Diệp Huyên trầm giọng nói, với thực lực của ta mà cũng có nguy hiểm. Hải yêu hơi do dự, sau đó nói, người cảm thấy người rất mạnh sao? Diệp Huyên nhìn về phía Hải yêu, không mạnh sao? Hải yêu im lặng chốc lát rồi nói, ảo tưởng này của người kéo dài bao lâu rồi? Diệp Huyên. Hải yêu nhìn Diệp Huyên, bảo trọng. Nói xong, hắn ta quay người nhảy vào trong nước biển, trong chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Tại chỗ, Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó đi về phía cây cầu tàn kia. Sợ quái gì? Như Hải yêu nói, xung quanh cây cầu tàn không có bất kỳ Hải yêu nào. Không bình thường. Diệp Huyên đi dọc theo cây cầu tiến về phía trước. Nơi xa. Hải yêu vốn đã rời đi đột nhiên bơi trở lại, hắn ta nhìn về phía Diệp Huyên đang đi trên cầu nơi xa, vẻ mặt hoang mang, tên này điên rồi sao? Ta bảo ngươi đi qua, chứ không bảo ngươi đi lên cầu. Thật ra, có thể bơi ở dưới gầm cầu mà. Nếu như may mắn, có lẽ có thể lừa gạt cho qua. Mà tên này thì giỏi rồi, dứt khoát đi lên cầu.
Đây là nhân sĩ châu bò từ nơi nào đến vậy? Tên này chưa từng bị đánh sao? Một bên khác, khi ông lão nhếch nhác trước đó nhìn thấy Diệp Huyên đi lên cầu, cũng trực tiếp choáng váng. Châu vậy sao? Đi lên cầu luôn. Nơi xa, Diệp Huyên chậm rãi đi trên cầu, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Vẻ mặt Diệp Huyên bình tĩnh. Sợ. Sợ cái quái. Không phải dưới tam kiếm, mình giết thoải mái hay sao? Đi một lúc lâu, cuối cùng, chẳng biết lúc nào mà cách đó không xa xuất hiện một cô gái. Cô gái ngồi trên lan can cầu, mặt hướng ra biển. Nàng ta mặc trường bào đỏ thẫm, tóc dài xõa vai, trong tay ôm một cây đàn tỉ bà, ngón tay khẽ gảy, tiếng đàn nhẹ nhàng sâu lắng, mang theo buồn bã thê lương. Xuất hiện rồi. Diệp Huyên nhìn cô gái, cũng không dừng lại mà tiếp tục tiến lên. Tiếng đàn càng ngày càng gần. Cuối cùng, Diệp Huyên đi đến bên cạnh cô gái đưa lưng về phía hắn, giống như không nhìn thấy hắn. Diệp Huyên vẫn đi tiếp, chỉ một thoáng, hắn biến mất ở nơi xa, mà trên cầu, cô gái kia không hề nhúc nhích. Diệp Huyên thở phào nhẹ nhõm, nhưng đi chưa được bao lâu, cô gái kia lại xuất hiện. Không chỉ như vậy, hắn còn phát hiện, vậy mà hắn lại đang dậm chân tại chỗ. Sắc mặt Diệp Huyên sầm lại. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía cô gái áo bào đỏ kia, hắn tiện tay ném ra một cái, kiếm Thanh Huyên vững vàng rơi xuống trước mặt cô gái áo bào đỏ. Cô gái áo bào đỏ thoáng nhìn kiếm Thanh Huyên trước mặt, sau đó thu lại ánh nhìn, tiếp tục gảy đàn. Diệp Huyên cau mày lại, hắn dứt khoát đi đến bên cạnh cô gái áo bào đỏ, ngồi sóng vai với nàng ta, sau đó nói, ta chỉ đi ngang qua, không có ý gì khác. Cô gái áo bào đỏ không nói lời nào. Diệp Huyên nói tiếp, ta là một người nói lý lẽ. Ta và ngươi không thù không oán, ta chỉ đi ngang qua thôi, ngươi không cần thiết phải xử lý ta đâu nhỉ. Cô gái áo bào đỏ vẫn không nói lời nào. Diệp Huyên đang định nói chuyện, lúc này, cô gái áo bào đỏ bất chợt phất tay áo. Đồng tử Diệp Huyên bỗng nhiên co rụt lại. Quỳnh! Trong nháy mắt, Diệp Huyên chợt lùi ra xa mấy vạn trượng, nước biển xung quanh trực tiếp cuộn trào lên cao mấy vạn trượng. Sau khi dừng lại, thân thể hắn hoàn toàn vỡ vụn, chỉ còn lại linh hồn. Diệp Huyên thoáng nhìn linh hồn của mình, sau đó ngẩng đầu nhìn về nơi xa, sau khi nước biển rơi xuống, cây cầu kia lại xuất hiện trong tầm mắt hắn. Cô gái vẫn ngồi ở nơi đó. Diệp Huyên nhìn cô gái, ta đàng hoàng nói lý lẽ với ngươi. Ngươi lại không nghe, nếu đã như vậy. Vừa dứt lời, hắn mở bàn tay, kiếm Thanh Huyên đột nhiên bay ra, Thanh Nhi. Nói xong, hắn lại nói thêm một câu, Thanh Thanh muội đến đi. Diệp Thanh Thanh, Quỳnh, bất thình lình, kiếm Thanh Huyên run rẩy dữ dội. Ngay sau đó, kiếm Thanh Huyên trực tiếp bộc phát ra kiếm mang. Kế tiếp, một cô gái mặc váy đen chậm rãi đi ra. Diệp Thanh Thanh. Khoảnh khắc Diệp Thanh Thanh đi ra. Cô gái áo bào đỏ trên cầu kia chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh không nhìn cô gái áo bào đỏ mà nhìn về phía Diệp Huyên, trên khuôn mặt mang theo nụ cười sán lạn, lần này Diệp Huyên lại chủ động gọi nàng. Điều này rất khác xưa nha. Diệp Huyên chỉ vào cô gái áo bào đỏ nơi xa, trừng trị nàng ta. Diệp Thanh Thanh quay đầu nhìn cô gái áo bào đỏ, sau đó nàng đột nhiên biến mất, nơi xa, cô gái áo bào đỏ khẽ nheo mắt lại. Tay phải chợt ấn mạnh vào dây đàn, sau đó lại buông ra. Quỳnh! Trong phút chốc, vô số nước biển hóa thành những tia sáng bắn về phía Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh mặt không đổi sắc, giơ tay chém một nhát. Quỳnh! Trong nháy mắt, toàn bộ nước biển bị xóa sổ, chỉ chốc lát, Diệp Thanh Thanh xuất hiện trước mặt cô gái áo bào đỏ, sau đó dứt khoát đưa tay bắt lấy mái tóc dài đen nhánh của nàng ta rồi nhấc lên, tiếp đó đập xuống một phát. Bịch. Đầu cô gái áo bào đỏ tiếp xúc thân mật với mặt đất, cùng lúc đó, mặt cầu cũng hóa thành bột mịn. Diệp Thanh Thanh tiếp tục kéo tóc cô gái áo bào đỏ, sau đó giơ chân phải dẫm xuống cổ họng nàng ta, nàng nhìn cô gái áo bào đỏ, ngươi nói cho ta biết, ngươi là cái thá gì. Nơi đây yên tĩnh không một tiếng động. Hải yêu kia ở gần đó nhìn mà run lẩy bẩy. Mẹ nó! Đại lão áo bào đỏ này dễ dàng bị xử lý vậy sao? Trên mặt hải yêu nước chảy ròng ròng, cũng không biết là mồ hôi hay là nước biển. Không thể không nói,
Giờ phút này hắn ta thật sự nghĩ mà sợ hãi, vẫn may trước đó không chọn đối đầu với người trẻ tuổi kia, nếu không, e rằng mình đã biến mất khỏi cõi đời này rồi. Mà trong bóng tối bên kia, lúc này ông lão trước đó cũng chảy đầy mồ hôi lạnh, ông ta thoáng nhìn Diệp Huyên, sau đó quay người chạy trốn. Mẹ nó! Đây là đại lão thật sự! Không thể dây vào! Trên cầu, cô gái áo bào đỏ nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh, sắc mặt vô cùng khó coi. Diệp Thanh Thanh cúi nhìn cô gái áo bào đỏ, nhìn cái gì mà nhìn? Nói xong, nàng giơ tay ra tát một phát. Bốp! Trong nháy mắt, má trái cô gái áo bào đỏ sưng tấy lên. Cô gái áo bào đỏ vẫn nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh lại tát thêm phát nữa. Bốp! Má phải cô gái áo bào đỏ cũng sưng tấy lên. Mà ánh mắt cô gái áo bào đỏ vẫn cứ nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh nhún vai, sau đó buông cô gái áo bào đỏ ra, xem ra ngươi không phục, nếu không phục, vậy đánh lại lần nữa. Cô gái áo bào đỏ đứng dậy, không còn ung dung và xinh đẹp vừa rồi nữa. Nàng ta nhìn chằm chằm Diệp Thanh Thanh, sau đó, tay phải bỗng nhiên siết chặt, trong chốc lát, những luồng sức mạnh khủng bố từ đất trời xung quanh tràn đến, ngay sau đó, toàn bộ hải vực tử vong này cuộn trào mãnh liệt. Toàn bộ hải tộc chấn động. Đại lão này sao vậy? Thế là, vô số cao thủ hải tộc thi nhau nhìn sang bên này. Trước mặt cô gái áo bào đỏ, Diệp Thanh Thanh mặt không cảm xúc, bất thình lình, nàng giơ tay chém ra một kiếm, kiếm này vừa chém ra, vô số thời không xung quanh đều vỡ vụn, kèm theo đó còn có lực lượng thời không mà cô gái áo bào đỏ phóng ra cũng vỡ vụn, đồng thời kiếm của Diệp Thanh Thanh trực tiếp đâm vào giữa trán cô gái áo bào đỏ, sâu chừng nửa tấc. Bù! Máu tươi chảy xuống, thoáng chốc, toàn bộ khuôn mặt của cô gái áo bào đỏ bị nhuộm đỏ. Cô gái áo bào đỏ ngây dại. Giờ khắc này, nàng ta mới phát hiện bọn họ chênh lệch cỡ nào. Xung quanh, những cao thủ hải tộc đó cũng sững sờ. Vị đại lão này đánh không lại. Diệp Thanh Thanh đột nhiên rút kiếm, sau đó dùng thân kiếm vỗ vỗ lên mặt cô gái áo bào đỏ, rác rưởi. Nói xong, nàng ta quay người đi đến trước mặt Diệp Huyên, giải quyết xong rồi. Ta đi đây. Nói rồi nàng ta muốn rời đi, Diệp Huyên vội vàng nói, đi vội thế sao? Diệp Thanh Thanh nói, người của thế giới này đều là rác rưởi. Không có gì thú vị, ta muốn đi thế giới hư chân đánh nhau. Nói xong, nàng muốn rời đi, nhưng Diệp Huyên kéo nàng lại, đi cùng ta nhé. Lâu vậy không gặp, ta rất nhớ muội. Diệp Thanh Thanh chớp mắt nhìn, sau đó nói, vậy thì đi. Đi dạo. Diệp Huyên nghe thấy lời Thanh Nhi nói, hắn nhất thời nở nụ cười. Thực ra, hắn thật sự cũng khá nhớ nha đầu này. Dường như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên chậm rãi đi đến trước mặt cô gái áo bào đỏ, nàng ta nhìn chằm chằm Diệp Huyên, Diệp Huyên lắc đầu, ta chỉ là đi ngang qua. Cô vẫn không chịu tin. Nói xong, hắn thu cả cây cầu hỏng kia vào trong tiểu tháp. Đây đều là mật tinh. Hơi lớn nha. Diệp Huyên không nói nhiều nữa, kéo Diệp Thanh Thanh đi về phía xa. Hắn không giết cô gái áo bào đỏ này. Không cần thiết. Đối xử với loại người kiêu ngạo này, sau khi ngươi phá vỡ sự kiêu ngạo của nàng ta, mỗi ngày nàng ta sống sẽ đều là sự đau khổ. Dù sao, không phải ai cũng đều có da mặt dày. Tại chỗ, cô gái áo bào đỏ ngồi tê liệt trên mặt biển, khuôn mặt đầy ngỡ ngàng. Chưa từng bị ức hiếp như vậy. Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên nàng ta bị người khác ức hiếp như thế, ngay cả sức đánh trả cũng không có, giống như cha đánh con vậy. Hóa ra bản thân yếu như vậy. Không thể không nói, nàng ta có chút sụp đổ. Xa xa cuối chân trời, Diệp Huyên đột nhiên hỏi, muội có thể tự do xuyên qua thế giới hư chân và thế giới này? Diệp Thanh Thanh nói, không thể. Diệp Huyên nhíu mày, vậy muội. Diệp Thanh Thanh nói, vốn là không thể, nhưng, kiếm của huynh. Diệp Huyên nhìn xuống kiếm Thanh Huyên trong tay, thanh kiếm này. Diệp Thanh Thanh gật đầu, nó tương đương với một chiếc chìa khóa, có thể làm thông thế giới này với thế giới hư chân, huynh không biết sao. Diệp Huyên lắc đầu. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, về sau khi thực lực của huynh đạt đến một trình độ nhất định. Huynh muốn đi vào thế giới hư chân, sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
không giống chúng ta, phải đánh để đi vào. Đánh để đi vào. Diệp Huyên nhìn Diệp Thanh Thanh, phải đánh để đi vào. Diệp Thanh Thanh gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng nói, bên kia khủng bố như vậy sao? Muội cũng phải đánh. Diệp Thanh Thanh lạnh nhạt nói, cũng tạm tạm. Diệp Huyên có chút tò mò, thế giới hư chân rốt cuộc là một thế giới như thế nào? Diệp Thanh Thanh suy nghĩ, sau đó nói, nếu huynh có thể dựa vào thực lực của mình đánh vào đó, vậy đồng nghĩa với huynh có thể tốt nghiệp rồi. Diệp Huyên nói, bên kia thuộc chủ nhân bút đại đạo quản lý à? Diệp Thanh Thanh lắc đầu, bên kia không thuộc y quản lý, ngược lại, y ở bên kia bị người khác quản. Diệp Thanh Thanh gật đầu, đừng quá xem trọng chủ nhân bút đại đạo, ở thế giới của y sống cũng chỉ như vậy thôi. Nghe vậy, Diệp Huyên trầm lặng, hắn càng thêm tò mò về thế giới hư chân. Làm như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên lại hỏi, lúc trước có người từng nói với ta, nói con ta sẽ là người kết thúc thế giới hư chân. Nhà đầu, muội có biết chút gì không? Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua Diệp Huyên, nể tình huynh là anh trai ruột của ta. Ta phải cho huynh một kiến nghị, trước mắt huynh đừng có làm loạn với phụ nữ, bằng không, huynh là đang hại đối phương. Diệp Huyên khó hiểu, vì sao? Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, người thiên mệnh thế hệ tiếp theo, không thể xuất hiện trước thời hạn, bằng không, người phụ nữ kia sẽ giết chết vợ con huynh. Đương nhiên, nàng ta sẽ không đến gây hận với huynh, nhưng là, nếu huynh gặp phải nguy hiểm gì, mà chúng ta lại không thể xuất hiện kịp thời. Vậy huynh không phải liền xong đời sao? Diệp Huyên biểu cảm cứng đờ. Diệp Thanh Thanh lại nói, 2000 năm sau, huynh có thể tùy ý. Đến lúc đó, huynh gần như có thể tiến vào thế giới hư chân rồi. Đến lúc đó, nàng sẽ không quản những chuyện linh tinh này nữa. Nhưng mà... Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, con trai huynh hẳn là sẽ khá lợi hại. Diệp Huyên vội vàng hỏi, nói như thế nào? Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, người phụ nữ kia nói vậy. Thanh Nhi váy trắng. Diệp Huyên ngây người, sau đó nói, Thanh Nhi từng nói về chuyện này. Diệp Thanh Thanh nói, nàng không có nói rõ, là ta tự cảm nhận ra điều đó. Đương nhiên, huynh không cần quá quan tâm chuyện này, huynh vẫn là tu luyện cho tốt trước đi. Miễn là huynh chưa tiến vào thế giới hư chân, huynh liền không thể sinh con. Sắc mặt Diệp Huyên nhất thời tối sầm xuống, sao ta lại cảm thấy ta chỉ giống một người quá độ. Con ta mới là nhân vật chính, mẹ nó. Diệp Thanh Thanh cười ha ha, ca, huynh lầm rồi. Tầm nhìn của huynh đừng đặt ở thời đại này, đặt ở tương lai, huynh sẽ phát hiện, huynh ở tương lai thật sự là vô địch. Diệp Huyên lạnh nhạt nói, được rồi. Diệp Thanh Thanh nhìn thoáng qua kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, sau đó nói, sau khi nàng ta nâng cấp thanh kiếm này của huynh, thanh kiếm này bây giờ rất đặc biệt. Có thể nói thần vật duy nhất cho đến hiện nay có thể liên thông thế giới hư chân, về sau huynh có thể lợi dụng nó. Diệp Huyên nhìn thoáng qua kiếm Thanh Huyên trong tay, gật đầu ta hiểu rồi. Đi một hồi lâu, hai người rốt cuộc xuyên qua hải vực kia, đi tới một bờ biển, sau khi lên bờ, Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn hướng xa xa, ở cuối tầm mắt là một cánh đồng hoang vu, trên cánh đồng hoang vu, hắn nhìn thấy một cô gái, nàng ta đang từ từ đi đến từ phía xa, đi rất chậm rất chậm. Diệp Thanh Thanh đột nhiên nói, không cần đi chậm, ta có thể trực tiếp đến chỗ huynh giết sạch nơi này. Diệp Huyên mỉm cười, ta biết, đây không phải là muốn đi cùng muội lâu hơn một chút sao. Nghe vậy, nét mặt Diệp Thanh Thanh nhất thời trở nên nhu hòa, được thôi. Diệp Huyên cười nói, đi. Hai huynh muội đi về hướng xa xa cuối cánh đồng hoang vu. Diệp Huyên nhìn thoáng qua bốn phía, cánh đồng hoang vu rất yên tĩnh. Tiếng bước chân đi đường vô cùng rõ ràng, liếc mắt nhìn đi là một khung cảnh bụi mờ mịt, mang theo cảm giác áp lực nặng nề. Diệp Huyên nhìn về phía cô gái ở đằng xa, cô gái đi rất chậm, điều này làm hắn rất khó hiểu. Nhưng rất nhanh, hắn liền hiểu ra bởi vì hắn phát hiện, càng đi về phía trước, thân thể liền cảm giác càng nặng. Diệp Huyên cau mày, sau đó nhìn về phía Diệp Thanh Thanh, Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, nơi này có lực cản thời không? Đây là có người dùng thần thông nén vô số lực lượng thời không ở nơi này, tự yếu đến mạnh, càng đi về phía trước. Lực cản thời không lại càng mạnh, Diệp Huyên nhẹ giọng nói, thì ra là thế. Diệp Thanh Thanh nói, muốn ta phá bỏ không? Diệp Huyên cười nói, thôi, để ta thử xem. Diệp Thanh Thanh gật đầu, được.
Diệp Huyên hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục đi về phía trước, mới đầu thì vẫn tốt, nhưng dần dần, lực cản thời không thật là càng ngày càng khủng bố. Đi không bao lâu, Diệp Huyên cũng cảm thấy vô cùng mất sức. Mà giờ phút này, hắn đã cách cô gái trước mặt vạn trượng. Diệp Huyên đương nhiên không từ bỏ, hắn cũng không vận dụng kiếm ý nhân gian, tiếp tục đi về phía trước, đi tiếp khoảng nghìn trượng, trên mặt hắn đã đổ mồ hôi như mưa hạ. Quá hao tốn sức lực. Lúc này, Diệp Huyên bắt đầu vận dụng kiếm ý nhân gian. Khi kiếm ý nhân gian xuất hiện, lực áp bách kia lập tức nhẹ đi rất nhiều. Diệp Huyên tiếp tục đi, mà sau khi đi được hơn 2.000 trượng, cho dù có kiếm ý nhân gian, cũng khó có thể chống lại lực cản thời không kia. Làm như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Diệp Thanh Thanh ở một bên, Diệp Thanh Thanh vẻ mặt bình tĩnh, đi đường không bị chút ảnh hưởng nào. Diệp Huyên chớp chớp mắt, Diệp Thanh Thanh cũng chớp mắt. Diệp Huyên cười khổ. Diệp Thanh Thanh nói ca, nếu không ta dẫn huynh qua đó. Diệp Huyên lắc đầu, ta cảm thấy ta có thể. Diệp Thanh Thanh gật đầu, vậy huynh cố lên. Diệp Huyên hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục tiến lên phía trước, lại đi hơn 1.000 trượng. Diệp Huyên đã cảm giác hai chân nặng như nghìn vàng, thật sự là rất nặng nề. Giờ phút này, hắn không thể không kích hoạt huyết mạch chi lực của mình. Bởi vì kiếm ý nhân gian của hắn cũng đã hoàn toàn không chống lại được lực cản thời không đáng sợ kia. Cùng với sự xuất hiện của huyết mạch chi lực, áp lực thời không lại nhẹ đi rất nhiều. Diệp Huyên nắm chặt hai tay, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, hắn cách cô gái kia càng ngày càng gần. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyên rốt cục đuổi kịp cô gái kia, cô gái mặc một chiếc trường bào bó sát màu đen, trong tay cầm một thanh trường đao có bao. Mái tóc được buộc thành đuôi ngựa, nàng ta đi rất chậm, mỗi một bước đều rất tốn sức, nhưng ánh mắt nàng ta rất kiên định. Rất nhanh, Diệp Huyên đi đến bên cạnh cô gái, hắn quay đầu nhìn cô gái, lúc này, cô gái cũng nhìn hắn một cái, nhưng rất nhanh, ánh mắt nàng ta dừng trên người Diệp Thanh Thanh. Diệp Thanh Thanh không biết lấy từ đâu ra một quả táo cắn ăn, nàng liếc nhìn cô gái, không nói gì. Cô gái váy đen nhìn Diệp Thanh Thanh, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, ngươi. Ngươi không cảm nhận thấy lực cản thời không? Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, chút lực cản thời không này, quá yếu. Biểu cảm cô gái váy đen cứng đờ. Diệp Huyên cũng là cạn lời. Lời này của muội làm cho hai người chúng ta rất mất mặt a. Diệp Thanh Thanh cắn một miếng táo, sau đó nói, các ngươi đừng dừng. Tiếp tục đi đi, ca, cố lên, huynh có thể làm được. Diệp Huyên. Lúc này, cô gái váy đen nhìn về phía Diệp Huyên, sau đó lại nhìn Diệp Thanh Thanh, không nói gì. Diệp Huyên lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Cô gái váy đen trầm lặng một lát, sau đó cũng tiếp tục đi tiếp. Diệp Huyên và cô gái váy đen đều đi rất chậm, mà giờ phút này, kiếm ý nhân gian và cả huyết mạch chi lực của Diệp Huyên đều đã có chút khó có thể chống lại lực lượng thời không, nhưng mà, càng làm cho người ta tuyệt vọng chính là... Đưa mắt nhìn đi, căn bản không nhìn thấy điểm cuối của cánh đồng hoang vu này. Đây mới là tuyệt vọng. Hiện tại đã khó có thể chống đỡ, nhưng mà, người căn bản không nhìn thấy con đường tương lai. Diệp Huyên hít sâu một hơi, sau đó tiếp tục đi tới. Tín công chúa đều có thể thông quan, mình dựa vào cái gì không thể. Bản thân yếu hơn so với người khác sao? Diệp Huyên không hề nhìn phía trước, hắn bước từng bước. Một bên, cô gái váy đen nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó cũng tiếp tục đi. Diệp Thanh Thanh liếc nhìn Diệp Huyên, không nói gì, tiếp tục gặm quả táo trong tay. Cứ như vậy, hai người tiếp tục đi tới. Không biết đi bao lâu, cả người Diệp Huyên đều còng xuống, hắn cắn chặt răng, bộ mặt đều trở nên hơi dữ tợn. Giờ phút này, hắn cảm giác bản thân đã đạt tới một giới hạn. Hơn nữa, có loại cảm giác sắp sụp đổ. Cái loại cảm giác này, không chỉ ở trên cơ thể, còn cả trong lòng và linh hồn, bởi vì hắn thật sự cảm nhận thấy giới hạn của bản thân rồi. Diệp Huyên dừng lại, nhìn hai chân của mình, giờ phút này, hắn ngay cả sức lực động một chút cũng không có. Nếu một sợi lông chim rơi trên người hắn sẽ lập tức ngã xuống đất. Mà đúng lúc này, Diệp Thanh Thanh đột nhiên vươn tay phải về phía Diệp Huyên, đi, ta đưa huynh qua.
Diệp Huyên nhìn cánh tay vươn ra của Diệp Thanh Thanh, trầm ngâm. Mà lúc này, cô gái váy đen ở một bên đột nhiên nói, nếu hắn không muốn, ta nguyện ý, có thể đưa ta qua không? Ta không có gánh nặng tâm lý. Diệp Huyên. Nghe thấy lời cô gái váy đen, Diệp Huyên bỗng chốc có chút kinh ngạc, hắn nhìn cô gái váy đen, vị cô nương này, người muốn đi đường tắt sao? Cô gái váy đen nhìn Diệp Huyên, sau đó bình tĩnh nói, người biết ta đã nỗ lực ở đây bao nhiêu năm không? Diệp Huyên lắc đầu. Cô gái váy đen im lặng một lúc lâu, sau đó khẽ nói, tính toán ra, cũng đã hơn 200 năm rồi. Diệp Huyên không biết phải nói gì. Cô gái váy đen nhìn Diệp Huyên, tuy có nâng cao, nhưng muốn vượt qua vùng hoang vu này, ta vẫn không thể nhìn thấy hy vọng nào. Tuyệt vọng thật sự là gì? Là sau khi ngươi đã nỗ lực, nhưng vẫn không thể thấy bất cứ tia hy vọng nào. Diệp Huyên im lặng. Cô gái váy đen nói tiếp, có kẻ nói, đời người không có đường tắt nào đi được, thật ra, ta không nghĩ như vậy, nhiều lúc đời người xuất hiện rất nhiều lối tắt có thể đi, chỉ là rất nhiều người không có con đường tắt này. Nói rồi, nàng ta nhìn Diệp Thanh Thanh, đại lão, ta biết, đối với ngươi mà nói, đưa ta đi một đoạn đường chỉ là việc dễ như trở bàn tay, nhưng đối với ta mà nói, đó chính là đại ân đại đức. Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, ngươi chắc chắn ngươi muốn từ bỏ sao? Cô gái váy đen lắc đầu, không phải từ bỏ, chỉ là đổi cách khác thôi. Diệp Thanh Thanh đưa tay phải về phía cô gái váy đen, cô gái váy đen không hề do dự. Nàng ta trực tiếp nắm lấy tay Diệp Thanh Thanh, sau đó, thời không trước mặt nàng ta bỗng biến hóa, chớp mắt, cầu thang đá xuất hiện trước mặt nàng ta, đồng thời, lực cản trở khủng khiếp của vũ trụ xung quanh cô gái váy đen cũng biến mất hoàn toàn. Cô gái váy đen ngây người. Diệp Thanh Thanh thản nhiên nói, thật ra, con đường thành công vẫn luôn nằm dưới chân ngươi. Thử thách này, là thử thách ý chí của ngươi, đứng trước bước đường cùng, là từ bỏ hay tiếp tục kiên trì. Nàng ấy vừa dứt lời, bỗng chốc, xung quanh xuất hiện từng bóng người. Những bóng người này, trước đây đều đến để thử thách, cũng giống như cô gái váy đen, những bóng người này đã từng kiên trì đến cực hạn của bản thân, mà ngay thời khắc quan trọng này, mỗi người đều có lựa chọn khác nhau. Lựa chọn tiếp tục kiên trì, cuối cùng bậc thang đá này đều sẽ xuất hiện, mà lựa chọn từ bỏ, cũng sẽ không chết, nhưng, sẽ dừng bước, sau đó rút lui. Điều đáng nói là, nếu lựa chọn kiên trì đến cùng, cuối cùng bản thân cũng đạt được đột phá cực lớn. Diệp Thanh Thanh bỗng nói, thật sự ngươi cũng không tệ, có vài chuyện, đổi cách khác xử lý, kết quả cũng tốt hơn nhiều. Nhưng đáng tiếc là, quy tắc nơi này là do người ta định ra, ở địa bàn của người khác, ngươi chỉ có thể làm theo chuyện họ đã định. Rõ ràng, ngươi không phải người mà người ta chọn, cho dù ta đưa ngươi đi qua, cuối cùng người ta có thể cũng sẽ không cần ngươi. Cô gái váy đen mặt như cho tàn. Mà lúc này, Diệp Thanh Thanh chợt nói, thật ra, ta rất ghét cách như vậy. Cho nên, ta có thể giúp ngươi một lần. Nói xong, nàng ấy điểm tay, một luồng kiếm quang bỗng xuyên vào giữa trán cô gái váy đen. Cô gái váy đen run rẩy cả người. Diệp Thanh Thanh nhìn cô gái váy đen, quay về tu luyện, lần tới khi đến đây, ta nghĩ, ngươi có thể đi trực tiếp chém giết một đường đi qua rồi. Lúc đó, ngươi không cần tuân theo quy tắc của người ta nữa, ngươi có thể tạo ra quy tắc. Cô gái váy đen bỗng quỳ một gối với Diệp Thanh Thanh, run rẩy nói, đại lão, ta nên báo đáp người thế nào? Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, thứ cho ta nói thắng, ngươi không thể giúp gì được ta đâu. Nói rồi, nàng ấy chợt dừng lại rồi nói tiếp, người bên cạnh đây là ca ca ta, sau này nếu có cơ hội, ngươi có thể giúp huynh ấy đôi chút. Cô gái váy đen nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, vị công tử này, ta tên Hy Nguyệt, ân tình này, sau này chắc chắn ta sẽ báo đáp. Nói xong, nàng ta thi lễ với Diệp Huyên và Diệp Thanh Thanh, sau đó quay người rời đi. Diệp Huyên nhìn Diệp Thanh Thanh, sau đó cười nói, ta không nghĩ muội sẽ giúp nàng ta. Diệp Thanh Thanh khẽ nói, ta rất ghét người tạo ra quy tắc, cũng không phải nói quy tắc không tốt, mà ta chỉ là ghét thôi. Diệp Huyên do dự rồi nói, ta cũng là người tạo ra quy tắc. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Huyên, cười nói, ta ghét người tạo ra quy tắc, nhưng, huynh là ngoại lệ. Diệp Huyên cười ha ha. Diệp Thanh Thanh tiếp tục cắn trái táo, thản nhiên nói, ca ca, là huynh thì huynh sẽ tiếp tục kiên trì, hay là từ bỏ đây?
Diệp Huyên nghiêm túc nói, đương nhiên là ta kiên trì rồi. Ta không phải kiểu người thích từ bỏ. Nói xong, hắn tiếp tục đi về phía trước. Diệp Thanh Thanh khẽ nhếch miệng. Trong thân thể Diệp Huyên, Tiểu Tháp thấp giọng thở dài, đây chẳng phải là nói dối trắng trợn sao? Tiểu Bút bỗng lên tiếng, nếu ngươi không vui, có thể nói ra, đừng có ôm trong lòng. Tiểu Tháp tức giận nói, liên quan gì đến ngươi? So với cô gái váy trắng, thực ra nó càng sợ hắc muội hơn. Cô gái váy trắng thì lạnh lùng, cô nàng này thì vô cùng nóng nảy, đánh ngươi cũng chẳng cần lý do. Diệp Huyên tiếp tục đi về phía trước, lực cản thời không kia càng lúc càng mạnh mẽ, nhưng Diệp Huyên không hề có ý định từ bỏ. Cuối cùng, không lâu sau, lực cản vũ trụ trên người Diệp Huyên hoàn toàn biến mất, sau đó, trước mặt xuất hiện một bậc thang đá. Cả người Diệp Huyên lập tức ngã xuống đất, mồ hôi rơi thành dòng. Diệp Thanh Thanh ngồi bên cạnh Diệp Huyên, nàng ấy đặt kiếm bên cạnh, cuối cùng lấy một chiếc khăn tay khẽ lau mồ hôi cho Diệp Huyên. Diệp Huyên thoáng chốc cảm thấy rất mệt, lúc này, hắn muốn ngủ thiếp đi, cũng không nghĩ nhiều, hai mắt hắn chậm chậm nhắm lại. Ngủ thiếp đi. Đã bao lâu rồi chưa từng nghỉ ngơi? Không phải nói người tu luyện không cần nghỉ ngơi, mà là một khi bước lên con đường võ đạo này, thì có bao nhiêu người có thể ngủ được chứ? Tranh với người. Tranh với vạn vật. Tranh với đất trời. Đi từ Thanh Thành đến hiện tại, quả thực hắn cũng mệt rồi. Lúc trước, đấu tranh vì muội muội, sau này, đấu tranh vì thư viện, hiện tại, đấu tranh vì bản thân. Đánh đánh giết giết cả một đời. Nghỉ ngơi một chút. Diệp Huyên thật sự cứ như vậy mà thiếp đi. Diệp Thanh Thanh khẽ ôm lấy Diệp Huyên vào lòng, nàng ấy lau từng giọt mồ hôi trên mặt Diệp Huyên, nhìn Diệp Huyên say giấc ngủ thiếp, gương mặt nàng ấy cũng tươi cười. Lúc này, bậc thang đã bỗng trở nên hư ảo, sau đó, một người áo đen đột nhiên xuất hiện trước mặt hai người không xa. Diệp Thanh Thanh khẽ vung tay phải qua giữa trán Diệp Huyên, thoáng chốc, thời không ngay vị trí Diệp Huyên lập tức được ngăn cách. Diệp Thanh Thanh nhìn người áo đen im lặng, rốt cuộc các ngươi có đi vào hay không? Nếu không vào, thì ta đóng cửa. Vừa dứt lời, một thanh kiếm bỗng chĩa ngay giữa trán ông ta. Vẻ mặt người áo đen lập tức cứng đờ, khi thanh kiếm kia bắt đầu xuyên qua da thịt ông ta, người áo đen vội nói, ta sai rồi. Ta không đóng cửa nữa. Đợi, ta đợi. Diệp Thanh Thanh rời mắt, nhưng không thu kiếm về. Ông lão áo đen đổ mồ hôi thành dòng. Đây là đến để vào cửa sao? Mẹ nó! Đây là đến ức hiếp người khác mà. Bản thân lợi hại như vậy mà đến một kiếm cũng không đỡ được. Ông lão áo đen hoàn toàn sững sờ. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyên trong lòng Diệp Thanh Thanh từ từ mở hai mắt. Diệp Thanh Thanh cười nói, tỉnh rồi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta ngủ bao lâu rồi? Diệp Huyên khẽ cười, sau đó đứng dậy, khi nhìn thấy ông lão áo đen, hắn cũng ngây người. Diệp Thanh Thanh lẳng lặng thu kiếm về, lúc này người áo đen mới thở phào nhẹ nhõm. Diệp Huyên nói, các hạ là. Người áo đen do dự rồi nói, ta là người dẫn đường nơi này. Diệp Huyên nói, người dẫn đường thời không tuế nguyệt. Người áo đen lắc đầu, không phải, là người dẫn đường của tuế nguyệt thành. Diệp Huyên nhíu mày, Tuế Nguyệt Thành. Người áo đen nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, Tuế Nguyệt Thành là khu vực giao giữa hư thời không và thời không Tuế Nguyệt, đến nơi đó, người thời không Tuế Nguyệt sẽ đến lúc đó có thể được chọn hay không, phải xem bản thân ngươi thôi. Diệp Huyên khẽ nói, ra vậy. Người áo đen kia do dự rồi hỏi, đi không? Diệp Huyên cười nói, đương nhiên. Người áo đen gật đầu, sau đó quay người muốn đi, mà lúc này, như nghĩ đến gì đó, hắn vội nói, mời hai vị. Diệp Huyên nhìn ông lão áo đen, cười nói, các ngươi khách khí quá. Ông lão áo đen khẽ cười, không nói gì. Ba người đi đến bậc thang đá, không lâu sau, ba người xuyên qua một cánh cửa đá, cuối cùng đến trước một tòa thành, toàn thành trước mắt cũng không lớn, hoặc nên nói là có chút cũ nát, tường thành đều hoang tàn. Ông lão áo đen dẫn đường, Diệp Huyên và Diệp Thanh Thanh đi vào trong thành. Sau khi vào trong thành, Diệp Huyên phát hiện trong thành không có bất kỳ công trình kiến trúc gì, ngay chính giữa thành có một quảng trường đá khổng lồ. Ông lão áo đen giải thích, cứ cách một thời gian, thời không tuế nguyệt sẽ cử người đến chọn ứng viên, chỉ có người được chọn mới có thể tiến vào thời không tuế nguyệt,
tu hành sức mạnh tuế nguyệt. Diệp Huyên nhìn xung quanh, quả nhiên, hắn phát hiện có rất nhiều hơi thở đang ẩn nấp. Rõ ràng, bọn họ không phải người duy nhất đi đến đây. Ông lão áo đen nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, hai vị đợi ở đây. Diệp Thanh Thanh bỗng nói, ca ca, huynh muốn đợi không? Diệp Huyên đang định nói thì Diệp Thanh Thanh lại lên tiếng, nếu không đợi, chúng ta cứ đi thẳng thôi. Diệp Huyên cũng nghĩ có thể, đang định nói thì lúc này, trên đầu hắn và Diệp Thanh Thanh bỗng xuất hiện một luồng hơi thở mạnh mẽ, sau đó, thời không nơi đó bỗng nứt ra, một ông lão lưng gù chậm rãi bước ra. Thấy vậy, ông lão áo đen bỗng ngây người, sau đó nói, đúng là trùng hợp. Diệp Huyên nói, hắn là người của thời không tuế nguyệt. Ông lão áo đen gật đầu, đúng vậy. Mà lúc này, xung quanh bỗng xuất hiện một vài người, ước chừng hơn 30 người. Hơi thở đều rất mạnh. Mọi người vây quanh, kích động nhìn ông lão lưng gù. Sau khi ông lão lưng gù đáp đất, ông ta nhìn xung quanh, vẻ mặt vô cảm, cũng không nói gì. Mọi người mong chờ nhìn ông lão lưng gù. Lúc này, ông lão lưng gù bắt đầu không ngừng đánh giá mọi người xung quanh, sau đó, ánh mắt ông ta dừng lại trên người Diệp Thanh Thanh, khi nhìn thấy Diệp Thanh Thanh, ông ta bỗng nheo hai mắt. Thấy ánh mắt của ông lão lưng gù, mọi người trong sân bỗng trở nên kỳ lạ. Ông lão lưng gù đi đến trước mặt Diệp Thanh Thanh, ông ta nhìn Diệp Thanh Thanh, muốn đến thời không tuế nguyệt sao? Nếu muốn, vậy ngươi biết nên làm thế nào không? Nói rồi, ông ta trực tiếp cởi thắt lưng. Thoáng chốc, hai mắt Diệp Huyên bỗng đỏ như máu. Tiểu tháp lập tức run giọng nói, thôi rồi. Thôi rồi. Đây là cảm giác lúc này của tiểu tháp. Đừng thấy tiểu chủ này bình thường rất hồ đồ, cười hi hi ha ha, nhưng một khi tức giận thì hậu quả rất, rất đáng sợ. Mọi người xung quanh nhìn động tác của ông lão gù lưng, cũng không có gì bất ngờ, rõ ràng, ông lão lưng gù làm loại chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu. Lúc này, ông lão lưng gù bỗng nhìn về phía Diệp Huyên, nhìn thấy Diệp Huyên, ông ta nhíu mày, ngươi không phục. Bù! Vừa dứt lời, một thanh kiếm xuyên thẳng qua giữa trán ông ta. Mọi người trong sân đều sững sờ. Bản thân ông lão lưng gù lúc này cũng ngây người tại chỗ. Ngay sau đó, ông ta định thần lại, sau đó quay đầu nhìn Diệp Thanh Thanh bên cạnh, ánh mắt đầy vẻ khó tin, ngươi dám đánh lén ta. Diệp Thanh Thanh nhíu chặt mày, lúc này, Diệp Huyên ở bên cạnh bỗng quay đầu nhìn ông lão áo đen kế bên, cũng có nghĩa, bên trên chọn người, là xem ai cho bọn họ lợi ích, thì bọn họ chọn người đó, đúng chứ? Ông lão áo đen do dự, sau đó gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên nói, không ai phản đối sao? Ông lão áo đen cười khổ, ai dám? Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Lúc này, ông lão lưng gù bỗng hung hăng nói, các ngươi có biết các ngươi đang làm gì không? Diệp Huyên nhìn ông lão lưng gù, cứ giết ngươi như vậy, thực sự quá dễ cho ngươi rồi. Thanh Nhi, rút linh hồn hắn ra trấn giữ nơi này, giam cầm hắn trăm đời, khiến hắn muốn sống không được, muốn chết cũng chẳng xong, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Vừa dứt lời, trên đầu mọi người bỗng truyền đến tiếng cười lớn, đúng là kiêu ngạo. Nghe vậy, mọi người ngẩng đầu lên nhìn, một người đàn ông trung niên đạp không bước đến. Diệp Huyên quay đầu nhìn Diệp Thanh Thanh, muội tự do phát huy đi. Diệp Thanh Thanh khẽ nhếch miệng, không nói rông dài, nàng ấy vung tay tung ra một kiếm. Mọi người chỉ thấy kiếm quang lóe lên. Bù! Thoáng chốc, trong tầm mắt của mọi người, đầu người đàn ông trung niên kia lập tức rơi xuống chậm chậm. Mọi người đều hóa đá. Mà ở bên kia, ông lão lưng gù thấy vậy, cuối cùng cũng đã thấy tính nghiêm trọng của chuyện này. Ông lão lưng gù nhìn Diệp Thanh Thanh chằm chằm, rốt cuộc ngươi là ai? Diệp Thanh Thanh trực tiếp quất kiếm vào mặt ông lão lưng gù. Bốp! Thân xác ông lão lưng gù lập tức vỡ nứt, máu tươi tung tóe. Diệp Thanh Thanh lạnh lùng nhìn ông lão lưng gù, ta là ai, ngươi xứng được biết sao? Ông lão lưng gù hung hăng nói, ta là người của thần điện Tuế Nguyệt. Diệp Thanh Thanh lạnh nhạt nói, ngươi sắp không phải nữa rồi. Ông lão lưng gù nhíu mày, tại sao? Diệp Thanh Thanh nói, hỏi hay lắm, bởi vì thần điện Tuế Nguyệt sắp sửa biến mất khỏi thế gian này rồi. Sắc sược. Ngay lúc này, trên đầu mọi người lại vang lên âm thanh,
Âm thanh đó cười lạnh nói, khiến thần điện tuế nguyệt ta biến mất khỏi thế gian. Ngươi! Diệp Thanh Thanh vung tay đánh ra một kiếm. Bù! Âm thanh kia bỗng dừng lại, tiếp đó, một đầu người chậm chậm rơi xuống cùng máu tươi từ trên trời. Mọi người sững sờ. Thấy vậy, mọi người trong sân đều sững sờ. Đây là chiêu thức gì vậy? Một kiếm. Diệp Thanh Thanh nhìn ông lão lưng gù chỉ còn lại linh hồn ở trước mặt thần điện tuế nguyệt. Rất lợi hại sao? Ông lão lưng gù kinh sợ nhìn Diệp Thanh Thanh, ngươi. Diệp Thanh Thanh bỗng vung tay đánh ra một kiếm. Bù. Một luồng kiếm quang lướt qua bầu trời, một vết nứt khổng lồ xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy vết nứt khổng lồ kia, ánh mắt mọi người trong sân lập tức nóng rực. Phía sau vết nứt, chính là thời không tuế nguyệt trong truyền thuyết kia. Diệp Thanh Thanh nhìn Diệp Huyên, ca ca, đi. Diệp Huyên gật đầu. Hai huynh muội đi vào vết nứt kia. Lúc này, Diệp Huyên bỗng quay đầu nhìn mọi người bên dưới, cùng đi không? Nghe vậy, mọi người sững sờ, sau đó vội đi theo. Cứ như vậy, mọi người xuyên qua vết nứt kia, đến một vùng hư không, khi vừa vào vùng hư không, từng luồng hơi thở đáng sợ bỗng ập đến từ phía xa. Thấy vậy, sắc mặt mọi người bỗng thay đổi, sau đó đều lui ra sau lưng Diệp Huyên. Đi cùng với đại lão. Lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện trước mặt mọi người, ông lão đang định nói thì Diệp Thanh Thanh đã vung tay đánh ra một kiếm. Bù! Đầu ông lão lập tức bay đi. Mọi người! Diệp Thanh Thanh không nói rông dài, cùng Diệp Huyên đi về phía xa. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng vội đi theo. Đi không bao lâu, lại một luồng hơi thở xuất hiện trước mặt mọi người. Diệp Thanh Thanh vung kiếm. Bù! Ở phía xa, thời không nứt ra, tiếp đó, một đầu người lập tức bay đi. Sau lưng Diệp Huyên và Diệp Thanh Thanh, mọi người đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Diệp Huyên cũng không nói gì. Đã nói sẽ để Thanh Nhi tự do phát huy, thì sẽ để nàng ấy tự do phát huy. Mọi người đi về phía xa, lúc này, nơi cuối thời không bỗng truyền đến âm thanh các hạ là. Diệp Thanh Thanh vung kiếm. Bù. Thời không lập tức nứt ra, sau đó, nơi cuối chân trời vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mọi người im lặng, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh sau đó, mọi người nhìn thấy một đại điện cổ xưa. Thần điện tuế nguyệt. Nhìn thấy đại điện này, vẻ mặt mọi người lập tức trở nên kích động, đây chính là thần điện tuế nguyệt trong truyền thuyết. Lúc này, một ông lão tóc trắng bỗng xuất hiện trước mặt mọi người, ông lão tóc trắng kính cẩn thi lễ với Diệp Thanh Thanh, tôn kính. Diệp Thanh Thanh vung kiếm. Ông lão tóc trắng còn chưa nói xong, đầu đã bay đi rồi. Mọi người! Lúc này, một âm thanh bỗng vang lên từ trong đại điện, các hạ, không thể nói chuyện được sao? Thần điện tuế nguyệt ta! Chưa nói dứt lời, một thanh kiếm rơi thẳng từ trên xuống thần điện tuế nguyệt, chớp mắt, thần điện cổ xưa đã tồn tại bao nhiêu năm tháng bỗng chốc hóa thành một đống tàn tích. Mọi người im lặng không nói gì. Bọn họ đã quen rồi. Lúc này, một bóng người bỗng xuất hiện trước mặt nhóm người Diệp Huyên, bóng người muốn mở miệng, thì một luồng kiếm quang bỗng xuyên qua đầu. Bù! Bóng người chưa nói gì đã trực tiếp bị xóa bỏ rồi. Lúc này, mọi người phát hiện, những luồng hơi thở mạnh mẽ vốn ẩn nấp xung quanh bỗng chốc bắt đầu rút lui. Trốn! Vẻ mặt Diệp Thanh Thanh vô cảm, bỗng điểm tay, hắc kiếm trong tay nàng ấy bỗng hóa thành vô số luồng kiếm quang biến mất nơi cuối tinh không. Sau đó, từng tiếng kêu la thảm thét vang lên từ phía cuối thời không. Diệt gọn. Lúc này, một ông lão bỗng xuất hiện trước mặt mọi người, ông lão giơ hai tay, run rẩy nói, đầu hàng. Đầu hàng. Diệp Thanh Thanh nhìn ông lão, lần này, nàng ấy không còn vung kiếm. Diệp Huyên nhìn Diệp Thanh Thanh bình tĩnh nói, chỉ còn lại một người thôi. Nghe vậy, mọi người đều hóa đá. Thần điện tuế nguyệt cứ như vậy bị giết chết chỉ còn một người. Chết tiệt. Diệp Thanh Thanh nhìn ông lão trước mặt, giao hết bảo vật ra đây. Nghe vậy, vẻ mặt mọi người bỗng chốc trở nên kỳ lạ, không giết là vì chuyện này à? Nghe thấy lời Diệp Thanh Thanh, ông lão cai lập tức cười khổ,
nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy ra nhẫn chứa đồ. Diệp Huyên nhìn ông lão trước mắt, ngươi là điện chủ thần điện Tuế Nguyệt. Ông lão vội nói, đúng vậy. Diệp Huyên khẽ gật đầu, bên trên còn có người không? Ông lão do dự rồi nói, thời không Tuế Nguyệt, còn có một vị, thần chủ Tuế Nguyệt, hắn là người nắm giữ thực sự của thời không Tuế Nguyệt. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, muốn ta mời ra sao? Diệp Thanh Thanh bỗng nói, ca ca, để ta. Vừa nói xong, nàng ấy bỗng đâm một kiếm. Bù! Thời không Tuế Nguyệt lúc này bỗng trở nên hư ảo. Thấy vậy, sắc mặt ông lão kia bỗng thay đổi, cô nương, tuyệt đối không thể, nếu thời không Tuế Nguyệt này sụp đổ, vô số sinh linh sẽ chết. Diệp Thanh Thanh nhìn ông lão, liên quan gì đến ta? Ông lão cười khổ, cô nương, ngươi làm như vậy, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Bởi vì hắn đã chạy rồi. Diệp Huyên nhíu mày, chạy rồi. Ông lão gật đầu, vẻ mặt tươi cười trở nên chua xót, cô nương này vừa tới, thực lực chỉ với một kiếm của nàng ấy, đã vượt qua nhận biết của chúng ta, vị thần chủ Tuế Nguyệt kia, hắn, ngay từ đầu hắn đã chạy rồi. Diệp Huyên im lặng. Diệp Thanh Thanh nhìn xung quanh, một lúc sau, nàng ấy nói, đúng là chạy rồi. Hơn nữa, hình như còn chạy khá xa. Nói rồi, nàng ấy nhìn Diệp Huyên, cười nói, ca ca huynh cũng đừng tức giận. Một tên tép siêu gây hấn, ta để ý làm gì chứ? Diệp Huyên lắc đầu, ta vẫn bực bội. Sỉ nhục hắn, hắn thực sự không quan tâm, nhưng sỉ nhục Thanh Nhi, hắn không nhịn được. Diệp Thanh Thanh cười nói, người kia, ta sẽ khiến linh hồn hắn bị giam cầm tại nơi này trăm vạn kiếp, không ai có thể cứu được hắn, cũng không ai có thể giết hắn. Diệp Huyên khẽ gật đầu, được. Diệp Thanh Thanh nhìn xung quanh, sau đó khẽ nói, ca ca, ta thực sự phải đi rồi. Diệp Huyên vẫn có chút không nỡ. Diệp Thanh Thanh cười nói, sau này ta sẽ cố gắng nghĩ cách đến tìm huynh, nhưng, huynh cũng phải nỗ lực. Thế giới hư chân, vui hơn so với nơi này nhiều, cũng kích thích hơn nơi này đều là hạng tép siêu thôi, bên đó, có cao thủ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, hiện tại nếu ta đến thế giới hư chân, thì thuộc cấp độ gì? Diệp Thanh Thanh chớp mắt, sau đó nói, cấp trung, cận thượng. Diệp Huyên cười nói, thật sao? Diệp Thanh Thanh gật đầu, bình thường, ta sẽ không lừa người đâu. Diệp Huyên cười ha ha, đi đi, đợi ta. Diệp Thanh Thanh khẽ gật đầu, ca ca, bảo trọng. Nói xong, nàng ấy lập tức biến thành một luồng kiếm quang biến mất trong tầm mắt mọi người. Nhìn thấy Diệp Thanh Thanh rời đi, điện chủ thần điện Tuế Nguyên bên cạnh thở phào nhẹ nhõm. Có Diệp Thanh Thanh ở đây, hắn thật sự không cảm thấy an toàn chút nào. Diệp Huyên quay người nhìn mọi người trong sân, các người có dự định gì? Những người trước mắt này đều là nhân tài, có thể đi đến nơi này, chắc chắn không ai là tầm thường. Mọi người nhìn nhau rồi nhìn Diệp Huyên, sau đó vội thi lễ với Diệp Huyên, chúng ta muốn đi theo Diệp công tử. Đến nơi này, không có nghĩa đã an toàn. Phải biết rằng, điện chủ thần điện Tuế Nguyệt và thần chủ Tuế Nguyệt vẫn còn, nếu không đi theo Diệp Huyên, nhờ đâu người ta báo thù thì sao? Diệp Huyên nhìn mọi người, khẽ gật đầu, vậy các ngươi cứ đi theo ta đi. Nói xong, hắn nhìn điện chủ thần điện Tuế Nguyệt bên cạnh, kể từ bây giờ, ta tiếp quản thời không Tuế Nguyệt. Tiếp quản thời không Tuế Nguyệt. Điện chủ thần điện Tuế Nguyệt đương nhiên không dám nói gì, hiện tại đối với hắn ta mà nói, có thể sống được đã là có phúc lắm rồi. Lần này Diệp Huyên không thành lập thư viện ở đây, mà là xây dựng lại thần điện Tuế Nguyệt. Đương nhiên, toàn bộ quy tắc hiện tại đều do hắn quyết định. Diệp Huyên một mình đến vùng tinh không này, hắn nhìn xung quanh, sau đó tay phải chậm chậm xòe ra, rất nhanh sau đó, hắn cảm nhận được lực lượng thời không khác biệt. Lực lượng thời không Tuế Nguyệt. Diệp Huyên chậm rãi siết chặt tay phải, thời không Tuế Nguyệt xung quanh bỗng chốc bắt đầu vặn vẹo. Gấp không gian. Một lúc sau, thời không Tuế Nguyệt xung quanh lập tức vặn vẹo thành một hình dáng khác biệt. Lại qua một lúc, Diệp Huyên nhíu mày, sau đó thả lỏng tay phải. Không thể gấp được. Mật độ thời không nơi này rất dày, ít nhất gấp 10 lần hư thời không. Thực sự đáng sợ. Như nghĩ đến gì đó, Diệp Huyên bỗng quay đầu nhìn, chính điện chủ. Vừa dứt lời, điện chủ thần điện Tuế Nguyệt đã xuất hiện trước mặt Diệp Huyên,
hắn ta vội kính cẩn thi lễ, Diệp thiếu có gì dặn dò. Diệp Huyên nói, có người từng nói với ta, thời không tuế nguyệt này có thể thông qua thời không bình hành. Trịnh điện chủ do dự rồi nói, có thể. Diệp Huyên nhìn Trịnh điện chủ, hắn ta vội nói, nhưng, rất khó. Diệp Huyên nhíu mày, là sao? Trịnh điện chủ thấp giọng nói, muốn thông qua thời không bình hành, thì phải tiến vào thời không mật động. Diệp Huyên hỏi, thời không mật động là gì? Trịnh điện chủ nói, chính là một loại thời không đặc biệt, mật độ rất dày, gấp 10 lần thời không tuế nguyệt bình thường. Diệp Huyên nhìn Trịnh điện chủ, gấp 10 lần. Trịnh điện chủ gật đầu, đúng vậy, loại thời không mật động này, cho dù là thần chủ tuế nguyệt cũng không dám bước vào. Nói rồi, hắn ta nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, e rằng cũng chỉ có cao thủ cấp bậc như lệnh muội mới có thể bước vào thời không mật động. Diệp Huyên khẽ nói, cũng có nghĩa là, các ngươi cũng chưa từng đến thời không bình hành. Trịnh điện chủ nói, đúng vậy. Diệp Huyên khẽ gật đầu, ta hiểu rồi. Hắn cũng không ngờ, muốn đến thời không bình hằng, lại khó như vậy. Thời không trong thời không mật động so với mật độ thời không hiện tại còn dày đặc gấp 10 lần, không cần nghi ngờ, đó cũng không phải là thứ mà hắn hiện tại có thể tiếp xúc. Diệp Huyên lắc đầu, sau đó nhìn xung quanh, hắn trực tiếp dùng tâm pháp vũ trụ, ngay sau đó, xung quanh đột nhiên xuất hiện vô số sức mạnh thời không tuế nguyệt. Tâm pháp vũ trụ có thể hấp thụ bất kỳ năng lượng nào của vũ trụ. Ngay lúc này, Trịnh điện chủ bỗng run giọng nói, đây, đây là tâm pháp vũ trụ, Diệp công tử, sao ngươi có được tâm pháp vũ trụ? Diệp Huyên nhìn Trịnh điện chủ, sau đó nói, ta là người của đạo môn. Trịnh điện chủ sững sờ. Diệp Huyên bỗng xòe tay, đạo ấn xuất hiện trước mặt Trịnh điện chủ. Khi nhìn thấy đạo ấn, Trịnh điện chủ lập tức hóa đá tại chỗ. Diệp Huyên đang định nói thì Trịnh điện chủ bỗng nhiên kích động nói, trời ạ. Vậy mà là người mình mà, Diệp thiếu, người đến đây, tại sao không trực tiếp dùng đạo ấn? Nếu ngươi trực tiếp dùng đạo ấn, người của chúng ta nào dám bất kính với ngươi chứ? Không thể không nói, lúc này hắn ta thật sự suy sụp rồi. Mẹ nó! Gây chuyện cả nửa ngày, thì ra là người mình cả. Diệp Huyên bình tĩnh nói, hạn chế người khác tiến vào thời không tuế nguyệt, là do chủ nhân bút đại đạo quay định sao? Trịnh điện chủ gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên không hiểu, tại sao? Trịnh điện chủ thấp giọng nói, nghe nói là để bảo vệ thời không tuế nguyệt. Diệp Huyên nhìn xung quanh, sau đó nói, quy tắc như cũ, nhưng, người xét duyệt, sau này chính là bản thân ngươi. Trịnh điện chủ gật đầu, được. Diệp Huyên lại nói, người đi xuống đi. Trịnh điện chủ khẽ gật đầu, sau đó lui xuống. Diệp Huyên ngồi xếp bằng xuống đất, sau đó bắt đầu hấp thụ sức mạnh thời không tuế nguyệt kia. Mục tiêu hiện tại của hắn chính là gấp thời không tuế nguyệt này. Nhưng, chuyện này thật sự khó khăn. Thời không nơi này, thực sự quá khó gấp. Sau vô vàn lần thử tới thử lui, Diệp Huyên vẫn như cũ không thể gấp được thời không tuế nguyệt trước mắt, khiến hắn tạm thời chỉ có thể từ bỏ. Chưa phải lúc. Vì vậy, Diệp Huyên chỉ có thể học cách nắm giữ sức mạnh thời không. Hắn trực tiếp tìm đến Trịnh điện chủ để học. Dưới sự chỉ dẫn của Trịnh điện chủ, không lâu sau, hắn đã học được cách sử dụng sức mạnh thời không tuế nguyệt này tốt hơn. Không thể không nói, là rất mạnh. Chẳng trách nhiều người tu luyện như vậy muốn tiến vào dòng sông tuế nguyệt tu luyện. Đây quả thực là một loại sức mạnh hoàn toàn mới, rời khỏi nơi này, người nắm giữ sức mạnh thời không tuế nguyệt đối với người bên dưới quả thực là một đòn mạnh. Hôm nay, Diệp Huyên đưa Trịnh điện chủ rời khỏi thời không tuế nguyệt. Hắn đến đế quốc cổ. Hắn muốn tìm Tín công chúa kia rèn luyện đôi chút. Hắn muốn xem thực lực hành giả tuế nguyệt rốt cuộc mạnh đến đâu. Còn về tại sao không tìm Trịnh điện chủ, là bởi vì Trịnh điện chủ đã từng đánh với hắn, mà Trịnh điện chủ căn bản không dám đánh nghiêm túc, cứ liên tục nhường, sợ sẽ làm hắn bị thương. Chuyện này cũng khiến Diệp Huyên cạn lời. Không lâu sau, Diệp Huyên và Trịnh điện chủ đã đến đế quốc cổ. Diệp Huyên và Trịnh điện chủ vừa đến hoàng cung đế quốc cổ, Diệp Huyên đã nhìn thấy một người quen. Hữu tướng đại nhân kia. Nhìn thấy Diệp Huyên, hữu tướng cũng sững người. Diệp Huyên cười nói, hữu tướng đại nhân, lại gặp mặt rồi.
Thiếu tướng nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Nàng ta đã nhận được mệnh lệnh, không được gây chuyện phiền phức với Diệp Huyên, đây là mệnh lệnh do đích thân Tín công chúa đưa ra. Không những vậy, vị đại công tử nhà Tả tướng cũng bị Tín công chúa đích thân xử chết. Chuyện này khiến nàng ta hiểu rõ một chuyện. Người đàn ông này không đơn giản. Thiếu tướng ngẫm nghĩ rồi nói, Diệp công tử, chuyện trước kia, xin lỗi. Diệp Huyên đi đến trước mặt Hữu tướng, khẽ cười, so với người hiện tại, ta càng thích người trước kia hơn. Nói xong, hắn dẫn theo Trịnh Điện chủ đi về phía xa. Hữu tướng bỗng nói, Diệp công tử. Diệp Huyên quay người nhìn Hữu tướng khẽ cười, Diệp công tử, thật ra ta đã điều tra ngươi, ngươi là viện trưởng thư viện quan huyên của thiên bộ giới, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Hữu tướng nhìn Diệp Huyên, ta nghe nói, sau lưng người có núi dựa rất vững mạnh. Diệp Huyên chớp mắt, người muốn nói gì? Hữu tướng cười nói, ta cũng từng tu luyện, tuy không mạnh như Tín công chúa, nhưng thực lực cũng xem như tạm. Nói thật, ta rất muốn nhìn thấy núi dựa sau lưng Diệp công tử. Diệp Huyên vẫn chưa nói gì thì Trịnh Điện chủ bên cạnh bỗng lên tiếng, người điên rồi sao? Hữu tướng nhìn Trịnh Điện chủ, ngươi là ai? Trịnh Điện chủ nhìn Hữu tướng, ngươi nghĩ cái gì vậy? Hữu tướng nhíu mày, ta rất yếu sao? Trịnh Điện chủ bỗng nâng tay tát một cái. Bốp! Hữu tướng còn chưa kịp phản ứng, cả gương mặt bên trái đã đỏ ứng. Hữu tướng ngây người tại chỗ. Trịnh Điện chủ nhìn Hữu tướng, ngươi không yếu sao? Vẻ mặt Hữu tướng cứng đờ. Lúc này, Diệp Huyên bỗng nói, đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Trịnh Điện chủ nhìn Hữu tướng kia, ếch ngồi đáy giếng. Nói xong, hắn ta quay người rời đi. Hữu tướng đứng tại chỗ vẫn sững sờ. Ở phía xa, Trịnh Điện chủ do dự, sau đó quay đầu nhìn Diệp Huyên, Diệp công tử, tính cách ngươi thật tốt, loại người như vậy lại mạo phạm ngươi, ngươi cũng không giết nàng ta. Diệp Huyên bình tĩnh nói, ngươi muốn nói gì? Trịnh Điện chủ cười khổ. Đối với chuyện thần điện Tuế Nguyệt bị diệt môn, hắn ta vẫn có chút suy nghĩ. Bởi vì từ khi đi cùng Diệp Huyên, hắn phát hiện thật ra Diệp Huyên cũng rất dễ nói chuyện. Diệp Huyên cũng không nói gì thêm, không lâu sau, hai người đã đến viện Tín công chúa. Diệp Huyên nhìn bà lão đứng trước mặt không xa, làm phiền thông báo một tiếng. Bà lão nhìn Diệp Huyên, sau đó khẽ thi lễ, quay người rời đi. Ngay sau đó, một cô gái đi ra. Người đến, chính là Tín công chúa. Tín công chúa đang định nói thì bỗng nhiên, nàng ta nhìn sang Trịnh Điện chủ bên cạnh, ánh mắt bỗng kinh sợ Trịnh Điện chủ. Nhìn thấy Tín công chúa, Trịnh Điện chủ cũng ngây người, Tín công chúa. Tín công chúa cũng rất kinh ngạc, Trịnh Điện chủ, người. Trịnh Điện chủ cười nói, gọi ta là Lão Trịnh được rồi, hiện tại Điện chủ là Diệp công tử. Diệp Huyên. Nghe thấy lời của Trịnh Điện chủ, Tín công chúa càng kinh ngạc. Nàng ta biết chuyện Diệp Huyên đến hư thời không, nàng ta cũng cho rằng Diệp Huyên có thể thông qua hải vực tử vong, cuối cùng đến được thời không Tuế Nguyệt. Mà Diệp Huyên lại trở thành Điện chủ thần điện Tuế Nguyệt rồi. Diệp Huyên cười nói, Tín công chúa, chuyện này nói ra thì rất dài. Nói chung, hiện tại thời không Tuế Nguyệt thuộc về ta rồi. Sau này Tín công chúa nếu muốn đến, lúc nào cũng có thể. Tín công chúa lắc đầu cười, Diệp công tử, người đúng là khiến ta kinh ngạc. Diệp Huyên cười nói, Tín công chúa, lần này đến, là muốn rèn luyện với ngươi một chút. Rèn luyện. Tín công chúa thấp giọng nói, Diệp công tử muốn xem thử thực lực hành giả Tuế Nguyệt sao. Diệp Huyên gật đầu. Hiện tại hắn đã hoàn toàn từ bỏ tu luyện cảnh giới, nhưng không có nghĩa hắn đã vượt qua tất cả cảnh giới. Tín công chúa khẽ cười, có thể. Nói thật, ta cũng muốn xem thử thực lực của Diệp công tử. Nói rồi, nàng ta nhìn xung quanh, sau đó nói, đổi địa điểm. Diệp Huyên gật đầu, được. Ba người đang định rời đi thì lúc ấy, chân trời phía xa bỗng xuất hiện một luồng hơi thở mạnh mẽ. Tiếp đó, một người đàn ông trung niên bỗng đạp không đi đến. Nhìn thấy người đến, Tín công chúa lập tức nhíu mày. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trung niên, không nói gì. Trên trời, ánh mắt người đàn ông trung niên nhìn thẳng Diệp Huyên, ngươi là Diệp Huyên. Diệp Huyên gật đầu,
Ánh mắt người đàn ông trung niên lạnh băng, ta đợi ngươi rất lâu rồi. Diệp Huyên nói, ngươi là từ Tân Nguyệt giáo. Vẻ mặt người đàn ông trung niên vô cảm, ngươi nghĩ sao? Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Ta hiểu rồi, ngươi có thể ra tay rồi. Người đàn ông trung niên quay đầu nhìn Tín công chúa bên cạnh, sau đó nói, Tín công chúa, người này giết liên tục mấy người của Tân Nguyệt giáo ta, thì này, Tân Nguyệt giáo ta không thể không báo, vì vậy, ta hy vọng ngươi đừng nhúng tay vào, tránh phá vỡ hữu nghị giữa Tân Nguyệt giáo và đế quốc cổ. Tín công chúa do dự chốc lát rồi nói, ngươi có muốn cân nhắc lại không? Diệp công tử, hắn không phải một mình đâu. Người đàn ông trung niên lạnh nhạt nói, vậy thì sao chứ? Hôm nay, hắn nhất định phải chết. Tín công chúa hoàn toàn cạn lời. Nhắc nhở ngươi đến vậy rồi, ngươi vẫn cố chấp. Chậc. Tín công chúa thở dài trong lòng, hắn thật sự không phải một mình. Nói rồi, nàng ta còn nhìn sang Trịnh điện chủ bên cạnh. Trên trời, người đàn ông trung niên bình tĩnh nói, Tín công chúa yên tâm, ta cũng không phải một mình. Tín công chúa, không chỉ có một người. Người đàn ông trung niên vừa dứt lời, phía sau đột nhiên xuất hiện hơn 10 hơi thở mạnh mẽ. Nhưng mà, không có Tuế Nguyệt Hành giả cảnh. Bao gồm cả người đàn ông trung niên cầm đầu cũng không phải Tuế Nguyệt Hành giả cảnh. Ngoài trong thời không Tuế Nguyệt ra thì Tuế Nguyệt Hành giả cảnh ở bên ngoài quả thật ít đến đáng thương. Tín công chúa ở bên cạnh lắc đầu, nàng ta cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lùi sang một bên. Sở dĩ trước đó nhiều lời như vậy là bởi vì đế quốc cổ và Tân Nguyệt giáo đã từng có quan hệ đồng minh, nàng ta cũng không hy vọng Tân Nguyệt giáo vì mình mà chọc phải họa lớn. Nhưng sao ngăn được người khác tự tìm đường chết? Thật đúng với câu nói kia, trời gây tội còn có thể tránh. Tự gây tội thì chẳng thể sống. Nhìn thấy Tín công chúa không nói thêm gì nữa, người đàn ông trung niên Tân Nguyệt giáo cũng thả lòng. Thực lực của Tín công chúa này thật sự rất mạnh, bọn họ cũng kiêng kỵ. Nếu Tín công chúa thật sự đứng về phía Diệp Huyên này, vậy sẽ vô cùng khó giải quyết. Không nghĩ nhiều nữa, người đàn ông trung niên nhìn về phía Diệp Huyên, chuyển sang nơi khác đi. Trịnh điện chủ đột nhiên nói, không cần đâu. Nói xong, hắn ta phất tay áo, một luồng sức mạnh kinh khủng từ chân trời quét tới. Người đàn ông trung niên còn chưa kịp phản ứng, mấy cao thủ phía sau hắn ta đã biến thành tro tàn, tiêu tan theo gió. Người đàn ông trung niên hóa đá tại chỗ. Trịnh điện chủ lạnh lùng nhìn người đàn ông trung niên, Tân Nguyệt giáo đúng không? Nói xong, hắn ta quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, Diệp thiếu, diệt không? Diệp Huyên bình tĩnh nói, ông có thể diệt không? Trịnh điện chủ nghiêm mặt nói, đương nhiên. Nói xong, hắn ta hơi do dự, sau đó nói, thật ra, thực lực của ta vẫn có thể. Hắn ta rất muốn nói, mặc dù ta đánh không lại muội muội ngươi, nhưng đó cũng không có nghĩa là ta yếu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 256.